chương 3480, viện binh đuổi tới hai Hắn vốn cho rằng Trấn Hải Cung nhiều lắm phái hai tu sĩ luyện hư đến chi Việt, không ngờ sẽ phái bốn vị tu sĩ luyện hư tới. Xem ra, Trần Nguyệt Dĩnh rất coi trọng vương gia. Vương Trường Sinh đi ra ngoài, Uông Như Yên đứng ở ngoài cửa. Nàng đã luyện hóa ngọn linh diễm bậc sáu kia, như thế, vợ chồng bọn họ đều có một ngọn linh diễm bậc sáu, một lạnh một nóng. Liễu ra thế nào, Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Dị tộc xuất động quy mô, Tự nhiên không phải chuyên môn đến vì vương gia. Liễu gia thương vong hơn phân nửa, nếu không phải mấy vị tu sĩ luyện hư của Lãnh Diễm phái trợ giúp, Liễu gia chỉ sợ đã bị diệt. Uông Như Yên giải thích, một lần này đại chiến suy yếu thực lực của Liễu gia, nếu không phải Lãnh Diễm phái đến đỡ, Liễu gia đã bị diệt tộc. Trừ Liễu gia, các thế lực phụ thuộc kia của Liễu gia tổn thất cũng không nhỏ, thương vong nhiều vị luyện hư. Vương Trường Sinh gật gật đầu, lộ vẻ mặt vui mừng, như vậy, Liễu gia sẽ rất khó uy hiếp đến vương gia. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên rời khỏi đỉnh Thanh Liên, tới sảnh đón khách. Lưu Ngọc Mai, Trần Nhất Hàng, Lục Quảng Bằng cùng Thái Vân Phong đang ngồi ở ghế, uống trà nói chuyện phiếm. Bọn họ phụng lệnh dẫn đội trợ giúp Vương ra, chủ yếu là vì phản công. Trừ bốn vị tu sĩ luyện hư, còn có 50 tu sĩ hóa thần, lực lượng này đã rất mạnh rồi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bay vào, bọn họ đồng thời mở miệng nói, ra mắt Lưu Sư Tỷ, Trần Sư Huynh, Lục Sư Huynh, Thái Sư Huynh, đa tả các người tới trợ giúp. Vương sư đệ, thương thế của ngươi không nhẹ nha, dị tộc rất lợi hại sao, nói một chút với chúng ta về tình huống dị tộc đi. Lưu Ngọc Mai đánh giá cao thấp Vương Trường Sinh, mở miệng hỏi. Vương Trường Sinh nói theo sự thật, hắn trọng điểm kể thần thông của dị tộc, thần thông của mình trực tiếp lướt qua. Dị tộc có chuẩn bị mà đến, người bị thương là khó tránh khỏi. Hộp viết liên ngọc cao kia cho người chữa thương, thoa ngoài ra ở trên vết thương, chuyên môn chữa khỏi thương thế xét đánh tạo thành. Lưu Ngọc Mai lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng nhạt, đưa cho Vương Trường Sinh. "Đa tạ, Lưu sư tỷ, đây là một chút tâm ý của chúng ta, mong các người không chê." Vương Trường Sinh tiếp nhận hộp ngọc màu vàng, lấy ra bốn cái nhẫn chữ vật màu sắc khác nhau, đưa cho bốn người bọn Lưu Ngọc Mai, mỗi người một chiếc. Hắn từ trên tay ba tên kim bằng nhất tộc đạt được không ít tài liệu luyện khí, lấy ra một ít tài vật, chia cho bốn người Lưu Ngọc Mai, như vậy bọn họ mới có thể càng thêm để bụng. Cho dù là một phe phái cũng cần ích lợi duy trì quan hệ, không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Bốn người bọn Lưu Ngọc Mai tiếp nhận nhẫn chữ vật, thần thức đảo qua, càng thêm thưởng thức Vương Trường Sinh. Bọn họ từ xa xôi chạy tới Vương gia, tự nhiên không thể bận rộn không công. Vương sư đệ khách khí rồi, người yên tâm, chờ lúc phản công, chúng ta chém giết dị tộc tính ngươi giết. Trần Nhất Hàng giọng điệu thân thiện, bọn họ một lần này tới trợ giúp đảo Thanh Liên, Phương Minh bảo bọn họ giúp Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nổi danh, như vậy có trợ giúp vương gia phát triển. Phản công, Vương Trường Sinh ngây người, nhanh như vậy đã phản công. Lưu sư tỷ, dị tộc vì sao sẽ xâm nhập chúng ta? Nhanh như vậy đã muốn phản công, Uông Như Yên nghi hoặc nói, Lưu Ngọc Mai lắc lắc đầu, nói, mục đích của dị tộc không rõ, chúng ta trước khi xuất phát, thu được tin tức, nhiều thế lực lọt vào dị tộc công kích, tổn thất thê thảm nặng nề, không biết trong hồ lô của dị tộc bán thuốc gì, tổng đàn trấn hải cung cũng bị tập kích. Cứ mỗi mấy vạn năm đều sẽ bùng nổ chủng tộc đại chiến, vấn đề quy mô lớn nhỏ, xem như một loại đỏ sức giữa đại tộc, cũng là một loại thăm dò, không có gì phải kỳ quái, một trận chiến này qua đi, lại có mấy vạn năm thời kỳ hòa bình. Trần Nhất Hàng giải thích, tổng đàn bị tập kích, tổn thất như thế nào, Trần Sư Thúc thế nào, Vương Trường Sinh có chút khẩn trương hỏi, trong chiều có người dễ làm quan, có người bảo kê cùng không có người bảo kê khác biệt lớn, cứ xem bốn vị luyện hư bọn Lưu Ngọc Mai trợ giúp Vương ra là biết. Lý Sư Thúc chết trận, Trần Sư Thúc, trưởng môn Sư Bá, Dương Sư Thúc đều bị thương, hộ cung linh thú bị dị tộc giết, Dương Sư Thúc chi viện đảo Kim Thiềm cũng bị dị tộc giết, dị tộc bên kia chết 7 vị hợp thể, một mình Lâm Sư Bá đã giết 3 tên dị tộc hợp thể kỳ. Lưu Ngọc Mai nói theo sự thật, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhíu mày, giết địch một ngàn, tự tổn hại 800. Phe phái phi thăng tổn thất hai vị tu sĩ hợp thể, hai vị hợp thể bị thương, cái này đối với phe phái phi thăng mà nói là đã kích thê thảm nặng nề. May mắn là, trần nguyệt dĩnh và dương khánh long chưa ngã xuống nếu không thì phiền toái rồi lưu sư tỷ dựa vào chúng ta những người này phản công uông như yên nhíu mày nói tu sĩ luyện hư ở trong chủng tộc đại chiến chỉ có thể xem như đả thủ cấp cao không thể quyết định kết quả chiến sự kim bằng nhất tộc là có tu sĩ hợp thể đương nhiên không phải sẽ có tu sĩ hợp thể dẫn đội có thể là tu sĩ hợp thể trấn hải cung chúng ta cũng có thể là tu sĩ hợp thể môn phái khác xác suất đại khái sẽ là tu sĩ hợp thể lãnh diễm phái dẫn đội Lưu Ngọc Mai giải thích, chương 3481, Thành Huyền Quang phản công. Lưu Sư Tỷ, chiến sự tiền tuyến thành trì biên giới như thế nào? Vương Trường Sinh hỏi tình hình chiến đấu tiền tuyến. Vương Thanh Sơn dẫn theo tộc nhân ở tiền tuyến tác chiến với dị tộc, nhiều vị tộc nhân bản mạng hồn đang tắt, may mắn là bản mạng hồn đăng của vương thanh sơn còn chưa tắt nghe nói đánh lùi dị tộc tiến công tổn thất không nhỏ chiến quả cũng không nhỏ tình huống cụ thể ta cũng không rõ lưu ngọc mai biết cũng không nhiều Nơi này cách thành trì biên giới mấy tỷ dặm cũng không có truyền tống trận trực tiếp, chỉ có thể truyền tống nhiều lần đi tiền tuyến, rất khó ngay lập tức nắm giữ được một ít tin tức. Đương nhiên, thành trì biên giới có trận pháp đưa tin cỡ lớn cùng bảo vật đưa tin, nhưng đó là tu sĩ hợp thể dùng để liên lạc, sẽ rất ít vận dụng, muốn biết tổn thất cụ thể, cần thống kê sau trận chiến mới được. Vương Trường Sinh có chút thất vọng, hắn còn cho rằng Lưu Ngọc Mai biết tình huống tiền tuyến chứ. Lưu Sư tỷ các người một đường vất vả rồi, nghỉ ngơi trước. Uông Như Yên gọi tới Vương Thanh Thành, bảo hắn tự mình sắp xếp chỗ ở cho bốn người bọn Lưu Ngọc Mai, chiêu đãi bọn họ thật tốt. Trở lại đỉnh Thanh Liên, Uông Như Yên nói với Vương Trường Sinh, phu quân, chàng dùng tuyết liên ngọc cao chữa thương trước đi. Trận đại chiến này còn không biết phải đánh bao lâu đâu. Lực lượng lôi điện bình thường không thương tổn được Vương Trường Sinh, dị tộc có chuẩn bị mà đến, vận dụng bảo vật chuyên môn khắc chế thể tu, nhưng cũng chỉ đả thương Vương Trường Sinh, không đạt tới trình độ bị thương nặng. Theo tu vi đề cao, lực lượng thân thể vương trường sinh càng mạnh, sức khôi phục càng mạnh. Cho dù không có đan dược chữa thương, nhanh mà nói 80-100 năm là khỏi hẳn, chậm mà nói mấy trăm năm. Đổi làm tu sĩ luyện hư bình thường, ít nhất cần điều dưỡng mấy trăm năm, lâu thì hơn một ngàn năm. Vương trường sinh gật gật đầu, đi vào tầng hầm ngầm. Hắn lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng nhạt, mở ra hộp ngọc, một ít vật thể dạng cao màu trắng như tuyết xuất hiện ở trước mặt hắn, vật thể dạng cao màu trắng tản mát ra một mùi hoa đặc thù, hắn cởi quần áo, bôi tuyết liên ngọc cao lên vết thương, một cơn mát mẻ khuếch tán ra. Hắn băng bó vết thương, khoanh chân ngồi xuống, vận công chữa thương. Thành huyền quang, một tòa trang viên diện tích cực lớn, một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh. Đặng thiên kỳ cùng một thiếu phụ váy đỏ mũ quan thanh tú ngồi ở trong một đình đá màu xanh, uống trà nói chuyện phiếm. Thiếu phụ váy đỏ là đạo lữ lưu nguyệt hồng của đặng thiên kỳ, hóa thần sơ kỳ, hai người cũng yêu thương ân ái, con cháu cả sảnh đường. Phu quân, chàng không nên nổi lên tranh chấp với vương đạo hiếu, chúng ta không thể trêu vào Trấn Hải Cung. Lưu Nguyệt Hồng tốt bụng khuyên nhủ, hư, vương gia cũng không phải Trấn Hải Cung, chẳng lẽ vương gia là gia tộc phụ thuộc Trấn Hải Cung, ta liền phải quỳ xuống trước hắn hay sao? Đặng Thiên Kỳ có chút bất mãn nói, hắn chưa nói cho Lưu Nguyệt Hồng là, năm đó đặng gia an bài một hôn sự tốt hơn cho đặng Thiên Kỳ, bởi vì đặng Thiên Kỳ kết thù kết oán với vương Thanh Phong, hôn sự đó rơi vào tay đối thủ của hắn. Người còn có lý, gia tộc sớm hay muộn gì phải thua ở trên tay ngươi. Một giọng nam tử tràn ngập phẫn nộ chợt vang lên, vừa dứt lời, một nam tử áo bảo xanh cao cao gầy gầy đi đến. Nam tử này ngũ quan đoan chính, khuôn mặt trắng nõn, khí tức so với Đặng Thiên Kỳ còn mạnh hơn một chút. Đặng Hồng Bân, nhị bá của Đặng Thiên Kỳ, hóa thần hậu kỳ. Nhị bá, sao ngài đến đây? Đặng Thiên Kỳ nhìn thấy Đặng Hồng Bân, vẻ mặt có chút khẩn trương. Đặng Hồng Bân tương đối chiếu cố hắn, nhưng đối với hắn rất nghiêm khắc, Hừ, còn không phải ngươi làm việc tốt, ta dặn dò mãi, bảo ngươi kết giao thêm mấy người bạn, ngươi thì ngược lại, cứ phải đối đầu với Vương Thanh Phong, chuyện của ngươi cùng hắn đã truyền khắp nơi rồi. Đặng Hồng Bân không chút khách khí khiển trách, năm đó Đặng Thiên Kỳ kết thù kết oán với Vương Thanh Phong, vì thế chịu đau khổ không nhỏ. Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, Đặng Thiên Kỳ vẫn đối đầu với Vương Thanh Phong. Cháu lại chưa làm cái gì, chỉ là đấu võ mồm một chút. Đặng Thiên Kỳ khẽ hừ một tiếng, chẳng hề để ý nói đấu võ mồm một chút việc này truyền về trong tộc người cảm thấy ngươi có thể trở thành gia chủ đời tiếp theo cha ngươi trước khi mất bảo ta chiếu cố ngươi thật tốt ta một lần này dẫn ngươi đi ra là hy vọng ngươi lập công dễ trở thành gia chủ đời tiếp theo đặng hồng bân tận tình khuyên bảo hắn không có con cái vẫn luôn coi đặng thiên kỳ như con mình đối đãi nhị bá phu quân biết sai rồi cháu sẽ để ý chàng ấy lưu nguyệt hồng nói tốt thay đặng thiên kỳ cháu biết rồi nhị bá cháu sẽ chú ý đặng thiên kỳ đáp ứng về phần có nghe vào hay không chỉ có chính hắn mới rõ đặng hồng bân còn muốn nói gì một đợt tiếng cảnh báo thật lớn vang lên một sóng nam tử uy nghiêm truyền khắp toàn bộ thành huyền quang toàn bộ tu sĩ quay về chỗ ở chờ đợi điều khiển chuẩn bị phản công phản công đặng hồng bân ngây người hắn rất nhanh phản ứng lại phân phó các ngươi chuẩn bị một phen phải nghênh chiến dị tộc rồi đặng thiên kỳ cùng lưu nguyệt hồng đáp ứng đi xuống chuẩn bị một tòa cung điện kim bích huy hoàng Kim đỉnh chân quân ngồi ở trên chủ tọa, hơn 30 vị tu sĩ chia ra ngồi ở hai bên, vẻ mặt ngưng trọng. Chương 3482, Trấn Thiên La 1. Phụng mệnh lệnh Lâm Tiền Bối của Huyền Thanh phái, chuẩn bị phản công dị tộc. Lão phu lưu thủ thành Huyền Quang, Hoàng đạo hiếu, Tạ phu nhân, Giang đạo hiếu, Lý đạo hiếu, Lưu đạo hiếu, các ngươi dẫn đội phản công. Kim đỉnh chân quân dùng một loại giọng điệu trầm trọng nói, mệnh lệnh của tu sĩ đại thừa, hắn phải vâng theo. Đám người Lưu Nhất Long đáp ứng, bàn bạc công việc cụ thể dựa vào trận pháp của thành huyền quang bọn họ lúc này mới ngăn được dị tộc tiến công chính diện chém giết với dị tộc tổn thất khẳng định không nhỏ phải chuẩn bị đầy đủ trải qua hơn một canh giờ bàn bạc bọn họ đạt thành ý kiến nhất trí lưu nhất long vận dụng vạn thú địch thúc giục yêu thú dị tộc mang đến tu sĩ nhân tộc nhân cơ hội giết qua bàn bạc xong bọn họ đều tự quay về điều binh khiển tướng sau non nửa canh giờ mấy chục vạn tu sĩ tụ tập ở trên tường thành vẻ mặt bọn họ khác nhau Lâm tiền bối của huyền thanh phái truyền lệnh, bảo chúng ta phản công dị tộc, chém giết dị tộc có trọng thường, đầu nhập vào dị tộc hoặc lâm trận lùi bước, giết không tha. Lưu Nhất Long nói xong lời này, dẫn đầu bay ra ngoài, đám người tạ anh vội vàng theo sau. Có hơn 30 vạn tu sĩ, phái ra hơn phân nửa tinh nhuệ, tu sĩ hợp thể xuất động nhiều tới 5 vị. Không đến một khắc đồng hồ, bọn họ đứng ở trên một mảng đồng bằng minh mông vô bờ, tinh hỏa tộc đã sớm đạt được tin tức, ở tại chỗ bầy trận chờ đợi, không hề sợ tu sĩ nhân tộc trận doanh dị tộc không có bao nhiêu yêu thú. Thám tử của bọn họ phát hiện nhân tộc xuất động quy mô, đuổi yêu thú đi, tránh cho bị nhân tộc sử dụng. Giết sạch bọn chúng, diễm cơ quát to một tiếng, tu sĩ tinh hỏa tộc ùn ùn làm phép, bọn họ vung những cây cờ phướn màu đỏ, trên trời truyền đến một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc, một đám mây lửa màu đỏ thật lớn xuất hiện ở trên trời, nhiệt độ chờ tăng cao. Các chủng tộc bọn thú nhân tộc ùn ùn ra tay, công kích tu sĩ nhân tộc, tu sĩ nhân tộc lần lượt đánh trả nhân tộc xuất động hơn 30 vạn tu sĩ, dị tộc có hơn 40 vạn, còn nhiều hơn 10 vạn, nhưng nhân tộc có còn dối thú, linh thú, dị tộc không dám dùng linh thú, nếu không ngược lại sẽ thành trợ lực cho nhân tộc. Đối thủ của Vương Thanh Sơn là một thiếu phụ váy xanh da xanh, thiếu phụ váy xanh dáng người thướt tha, trên mặt có một chút linh văn màu xanh, rõ ràng là linh tộc. Khí thức của thiếu phụ váy xanh so với Vương Thanh Sơn còn mạnh hơn một ít, hiển nhiên là tu sĩ luyện hư trung kỳ. Đỉnh đầu thiếu phụ váy xanh có một hư ảnh người cây khổng lồ, cô động đầu cùng hai cánh tay, linh quang lóe lên không ngừng. Hư ảnh người cây vung hai cánh tay, cỏ dại trên mặt đất điên cuồng sinh trưởng, cỏ dại bện thành những bàn tay màu xanh, bổ về phía Vương Thanh Sơn. Vô số dây leo màu xanh phá đất chui ra, vung nhẹ, vô số gai nhọn màu vàng bắn ra, giống như kim thép đánh về phía Vương Thanh Sơn. Linh tộc chia ra ngũ hành, linh tộc khác nhau, pháp tướng thần thông rất khác nhau. Thủy linh tộc ít gặp nhất, tinh thông thuật ẩn nấp, rất khó phòng bị. Vương Thanh Sơn vung thanh liên kiếm, phóng ra vô số kiếm khí màu xanh, chặn gai nhọn màu vàng cùng bàn tay màu xanh đánh tới. Hắn thúc dục kiếm quyết, chín cây thanh ly kiếm từ trong hộp kiếm bay ra, sau khi mơ hồ một cái, hóa thành hơn vạn thanh phi kiếm màu xanh giống nhau như đúc, mình mông cuồn cuộn đánh về phía thiếu phụ váy xanh. Thiếu phụ váy xanh lấy ra một cây thước ngọc hào quang màu xanh lấp lánh, nhẹ nhàng vung lên, vô số bóng thước màu xanh thổi quét ra, đi lên nghênh đón. Sau tiếng nổ ầm ầm ầm, lượng lớn phi kiếm màu xanh bị đánh vỡ nát, hóa thành nhiều đốm sáng màu xanh tán loạn không thấy nữa. Một bàn tay màu xanh mờ mờ bóng dưng hiện lên, bổ về phía Thiên Linh cái của thiếu phụ váy xanh. Hư ảnh người cây vung hai cánh tay, đánh tan bàn tay màu xanh. Sợi tơ màu xanh dày đặc bắn nhanh đến, hư ảnh người cây há mồm phun ra một đạo hào quang màu xanh, bảo vệ thiếu phụ váy xanh, sợi tơ màu xanh đánh lên hào quang màu xanh, truyền ra một tràng tiếng vang trầm đục một thanh kiếm khổng lồ chọc trời màu xanh mờ mờ từ trên trời giáng xuống chém lên hào quang màu xanh hào quang màu xanh tan vỡ trong nháy mắt hai tay thiếu phụ váy xanh mọc ra vô số bụi gai màu xanh cuốn lấy thanh kiếm khổng lồ không cho nó hạ xuống sau một đợt tiếng kiếm ngân chói tai vang lên thanh kiếm khổng lồ phát ra vô số kiếm khí màu xanh chém về phía thiếu phụ váy xanh ngoài thân thiếu phụ váy xanh sáng lên vô số phù văn màu xanh vô số dây leo màu xanh phá cơ thể chui ra bện thành một bộ áo giáp màu xanh dày đặc bảo vệ toàn thân. Kiếm khí màu xanh dày đặc chém lên áo giáp màu xanh, áo giáp màu xanh phá thành mảnh nhỏ, ngoài thân thiếu phụ váy xanh trồng chất vết thương, máu chảy không ngừng. Hư ảnh người cây há mồm phun ra một quầng sáng màu xanh, rơi trên vết thương của thiếu phụ váy xanh, vết thương lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại, biến mất không thấy nữa. Thiếu phụ váy xanh nháy mắt khỏi hẳn, đây là một đặc tính lớn của pháp tướng Mộc Linh tộc, chỉ cần không phải bị vết thương chí mạng, đều có thể nhanh chóng khỏi hẳn, nhưng hao tổn nguyên khí khá lớn. Sắc mặt thiếu phụ váy xanh hơi tái nhợt, hiển nhiên tổn hại không ít nguyên khí. Chương 3483, Trấn Thiên La 2. Vương Thanh Sơn có chút kinh ngạc, đã sớm nghe nói một Linh tộc năng lực khôi phục tương đối mạnh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Mấy trăm cây màu nước màu lam từ nơi xa bắn đến, nháy mắt đã đến trước mặt Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn vùng thanh liên kiếm, phát ra một luồng kiếm khí màu xanh chém nát màu nước màu lam đánh tới, Màu nước màu lam hóa thành vô số hơi nước màu lam. Hơi nước màu lam trượt ngưng tụ, hóa thành một nắm đấm khổng lồ màu lam, đánh về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn nhíu mày, triệu ra Thanh Liên kiếm, đánh vào một pháp quyết, Thanh Liên kiếm hóa thành một đóa hoa sen màu xanh lớn hơn trăm trượng, lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn, hoa sen màu xanh nhanh chóng xoay tròn, phát ra từng đạo kiếm khí màu xanh, đánh tan nắm đấm khổng lồ màu lam. Bên người thiếu phụ váy xanh chợt hiện ra một mảng hơi nước màu lam hóa thành một nam tử áo lam dáng người khôi ngô. Nam tử áo lam trong mắt là màu lam, trên cánh tay cùng trên mặt có một chút linh văn màu lam, khí tức không khác lắm với thiếu phụ váy xanh, trong mắt hắn tràn đầy nét quan tâm. Thủy Linh tộc luyện hư kỳ, xem ra, hai người là vợ chồng. Ta đến giúp ngươi, Vương Đạo Hiếu. Lam Phúc không bay tới, sắc mặt ngưng trọng, còn có ta, Vương Đại Phi tung người bay tới, mặt đầy chiến ý. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, bấm kiếm quyết, chín cây thanh ly kiếm nhất thời nở rộ hào quang màu xanh, phóng ra vô số đạo kiếm khí màu xanh, hướng về thiếu phụ váy xanh cùng nam tử áo lam. Vương Đại Phi vung hai cánh tay, bóng nắm đấm dày đặc bắn ra, lao thẳng về phía đối diện. Lam Phúc không lấy ra một cái hồ lô màu xanh linh quang lấp lánh, phát ra một ngọn lửa màu xanh. Hồ lô màu xanh chỉ là một món linh bảo, Lam gia chỉ là một gia tộc nhỏ, kém xa xa các gia tộc lớn kia, thông thiên linh bảo trên tay Lam Phúc không chỉ hai món, một công kích một phòng ngự, đây cũng là nguyên nhân hắn liên thủ với vương thanh sơn hắn pháp tướng cũng chưa cô động chỉ có hai món hạ phẩm thông thiên linh bảo gặp tu sĩ luyện hư mạnh một chút căn bản không phải đối thủ còn không bằng liên thủ với vương thanh sơn từ bên cạnh giúp đỡ cho dù không thể giết địch cũng không bị chết tu sĩ luyện hư thực lực mạnh mẽ rất ít liên thủ với người khác một mình một người giết địch loại người này thường thường lọt vào nhiều cường địch vây công ngũ linh chân quân chính là ví dụ lam phúc không tự mình hiểu lấy liên thủ với người khác đối địch cũng không mất mặt. Một bên khác, tu sĩ hợp thể cũng đã ra tay. Lưu Nhất Long chỉ huy liên quân nhân tộc giết địch, cốt hâm lưu lại chỉ huy liên quân dị tộc, tu sĩ hợp thể khác ở ngoài ngàn vạn dặm đấu pháp, tránh cho lan đến tu sĩ cấp thấp. Lý Viêm vung một cây quạt gấp lấp lánh hào quang màu xanh, phát ra hơn một ngàn quả cầu lửa màu xanh thật lớn, mang theo sóng nhiệt kinh người đánh về phía đối diện. Đám người diễm cơ không hề sợ hãi, ùn ùn ra tay nghinh địch từng pháp tướng thật lớn xuất hiện ở trên trời. Pháp tướng tu sĩ hợp thể chẳng những so với luyện hư kỳ cô động nhiều hơn, thể tích cũng lớn hơn, phạm vi đấu pháp lan đến càng rộng hơn, tu sĩ cấp thấp căn bản không dám tới gần. Gần trăm vạn tu sĩ ở phạm vi mấy trăm triệu giảm chém giết, linh quang các loại pháp thuật sáng lên ở trên trời, tiếng hô giết không ngừng, sóng khí cuồn cuộn, thỉnh thoảng có người tu tiên ngã xuống, cũng có dị tộc bị giết. Hoàng Nhất Long của thần binh môn lấy ra một cái chiêng vàng linh quang lấp lánh, mặt ngoài lóe lên phù văn, Tản mát ra linh khí dao động làm người ta sợ hãi. Trấn Thiên La, một trong các trấn môn chi bảo của Thần binh môn, thượng phẩm thông thiên linh bảo. Hắn đánh vào một pháp quyết, một tiếng chiêng vang vọng thiên địa vang lên, một làn sóng âm màu vàng thổi quét ra, nơi đi qua, không gian xé rách ra, trời đất biến sắc, mặt đất theo đó vỡ ra, hóa thành bột phấn. Diễm cơ đám dị tộc hợp thể nghe được thanh âm này, lộ vẻ mặt thống khổ, cảm giác lục phủ ngũ tạng sắp xé rách ra, khí huyết cuồn cuộn, tay chân vô lực. Ngực đám người Lý Viêm sáng lên một đợt linh quang màu bạc nhạt, vẻ mặt có chút không thoải mái, nhưng ảnh hưởng không lớn. Một bàn tay lửa màu đỏ thật lớn đập tới trước mặt, hổ hiêu tránh cũng không thể tránh, bị bàn tay lửa màu đỏ đánh trúng, lửa cháy hừng hực bao phủ bóng người hổ hiêu. Một cái ấn tì màu đỏ lớn vô cùng đập tới, sau khi nhập vào biển lửa, truyền ra một tiếng trầm nặng, một làn sóng khí mạnh mẽ thổi quét ra, lửa chưa tắt. Ngoài thân hổ hiêu bao phủ một tầng linh quang lóa mắt, đỉnh đầu có một hư ảnh người thú, hổ hưu cùng hư ảnh người thú hai tay nắm thành dạng nắm đấm, chặn ấn tì màu đỏ khổng lồ. Linh quang lóe lên, một cái túi lưới thật lớn bỗng dưng hiện lên, mặt ngoài túi lưới trải rộng năm loại phù văn màu sắc khác nhau, linh khí kinh người. Ngũ diễm diệt linh đâu, thượng phẩm thông thiên linh bảo, một trong năm đại trấn môn chi bảo của cửu diễm môn. Hư ảnh người thú phát hiện được cái gì, muốn ra tay ngăn cản. Một tiếng gõ chiêng dung chuyển trời đất vang lên, truyền khắp phạm vi mấy chục vạn dặm. Hổ hưu ngũ quan vặn vẹo, cảm giác thân thể muốn vỡ ra, thân thể vô lực, chờ hắn phục hồi tinh thần, Ngũ Diễm Diệt Linh Đâu đã mang hổ hiu tính cả pháp tướng bao trùm, hơn nữa nhanh chóng thu nhỏ lại. Chương 3484, Tinh Hỏa tộc liên quân tan tác. Phù văn năm màu bừng sáng, đỏ vàng nâu xanh lam vàng kim năm loại lửa bóng dưng hiện lên, bao phủ thân thể hổ hiu. Hổ hiu nhịn đau, ra sức xé rách Ngũ Diễm Diệt Linh Đâu, thúc giục pháp tướng người thú, cũng chưa có tác dụng gì ấn tỷ khổng lồ màu đỏ chợt nở rộ hào quang màu đỏ, trào ra một ngọn lửa màu đỏ, nện ở trên người hổ hiêu, hổ hiêu bay ngược đi, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Cùng lúc đó, một tiếng nữ tử kêu thê thảm vang lên, diễm cơ bay ngược đi, cánh tay trái không cánh mà bay, hộp máu không dừng, khí tức huệ oải, bộ dáng nguyên khí tổn thương nặng. Mấy ngàn lốc xoáy màu đỏ thổi quét tới, một bộ tư thế muốn nghiền nát diễm cơ. Định, một giọng nam tử tràn đầy trung khí chợt vang lên, một cái hư ảnh người khổng lồ màu trắng khổng lồ hóa nở rộ ra quầng sáng màu trắng trói mắt, bao phủ phạm vi trăm dặm. Lốc xoáy màu đỏ bị quầng sáng màu trắng che kín, chợt ngừng lại. Quanh thân người khổng lồ màu trắng bọc một ngọn lửa màu trắng, không gian phụ cận xuất hiện lượng lớn vụn băng màu trắng. Nó há mồm phun ra một ngọn lửa trắng xóa, đánh về phía đối diện. Trời cao đổ tuyết lớn, bông tuyết đón gió bay múa, hóa thành những cây kiếm băng màu trắng, nhiều tới 10 vạn thanh, lao thẳng về phía đám người Lý Viêm. Mộc sâm thúc dục pháp tướng người cây trên đỉnh đầu, cỏ dại trên mặt đất điên cuồng sinh trưởng, từng cái cây cao chọc trời chui từ dưới đất lên, cây cao chọc trời lắc nhẹ một cái, vô số lá cây màu xanh bắn ra, giống như dao sắc, đánh về phía đám người Lý Viêm. Đám người Lý Viêm không dám sợ ý, vội vàng làm phép ngăn cản. Tiếng nổ ầm 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 vang lên, kiếm băng màu trắng cùng lá cây màu xanh đánh tới đều bị đánh tan. Bạch Huyền ôm lấy diễm cơ, hóa thành một đạo độn quang xé gió chạy đi, mấy người bọn Mộc Sâm theo sát sau đó, về phần hổ hưu, không có ai quản hắn chết sống, chết đạo hữu không chết bần đạo. Đuổi theo, tuyệt đối không thể để bọn chúng đào tẩu. Phong tiêu giao hóa thành một giải cầu vồng màu đỏ xé gió mà đi, đuổi theo. Trên người hổ hưu truyền ra mùi cháy khét, hắn ra sức dễ giụa nhưng không có tác dụng gì. Ấn tỷ khổng lồ màu đỏ đập tới lần nữa, nếu như bị Ấn tỷ khổng lồ màu đỏ đập chúng, không chết cũng tàn phế. Hổ hưu có chút hoảng hốt, vội vàng thúc giục pháp tướng hư ảnh người thú há mồm phun ra một làn sóng âm màu xanh, chặn ấn thì khổng lồ màu đỏ. Đúng lúc này, một đạo sóng âm màu vàng thổi quét tới, nơi đi qua, không gian xé rách ra, xuất hiện từng vết nứt to dài. Sóng âm màu vàng lướt qua thân thể hổ hiêu, hổ hiêu phát ra một tiếng kêu thảm đau khổ đến cực điểm, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thú nhân tộc thân thể mạnh mẽ, nhưng lục phủ ngũ tạng còn chưa mạnh đến mức không bận tâm thượng phẩm thông thiên linh bảo công kích. Linh quang mặt ngoài ngũ diếm diệt linh đâu ảm đạm xuống, ngọn lửa năm màu biến mất không thấy nữa. Hào quang màu trắng lóe lên. Một cây chùy khổng lồ không ngừng lóe lên hào quang màu trắng bỗng dưng hiện lên, nện ở trên người hổ hưu. Hổ hưu nhanh chóng rơi về phía mặt đất. Hắn muốn tránh đi, cây chùy khổng lồ màu trắng trào ra một làn khí lạnh màu trắng. Thân thể hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng, biến thành tượng băng. Bị cây chùy khổng lồ màu trắng nện xuống đất, đất sung núi chuyển. Sau khi cây chùy khổng lồ màu trắng bay lên mặt đất đã có thêm một hố khổng lồ, trong hố là một đống thịt nát. Hoàng Nhất Long vận dụng trấn môn chi bảo trấn thiên la, mấy vị tu sĩ hợp thể liên thủ, lúc này mới diệt được hổ hiu Một cái nguyên anh nhỏ bé từ trên thi thể bay ra, vừa bay ra khỏi cái hố khổng lồ, một bàn tay màu đỏ bỗng dưng hiện lên. Nguyên anh nhỏ bé lộ vẻ mặt dữ tợn, chợt bành trướng hẳn lên. Sau một tiếng nổ, mặt đất sáng lên một đạo hào quang màu xanh lóa mắt. Hào quang màu xanh qua đi, Mặt đất có thêm một cái hố khổng lồ đường kính 10 vạn trượng Đuổi theo, không thể để diếm cơ đào tẩu À bị thương nặng rồi, đây là cơ hội tuyệt hảo giết à Hoàng Nhất Long hô to một tiếng, thu hồi bảo vật, đuổi theo Sau khi đám người diếm cơ rút lui Cốt Hâm cũng đã rút lui, không dám ở lâu Dị tộc hợp thể kỳ rút lui Liên quân tinh hỏa tộc không đánh tự tan giã Hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn Liên quân nhân tộc tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đánh rắn dập đầu ùn ùn đuổi giết liên quân tinh hỏa tộc, đây là thời cơ tốt để lập công. Vương Thanh Phong, Đồng Tuyết Ly, Vương Lập Hà, Vương Lập Hách, Vương Lập Kiều, Vương Lập Hải, Vương Thu Bồ, Vương Thu Cự, Vương Lương Phác tạo thành ba tổ nhỏ, mỗi tổ ba người, đuổi giết dị tộc hóa thần. Vương Thanh Phong, Đồng Tuyết Ly cùng Vương Lương Phác ba người một tổ, đuổi giết ba tên thú nhân tộc. Lúc này, Vương Thanh Sơn, Lam Phúc Không và Vương Đại Phi ba người đang vội vàng đối phó hai tên linh tộc luyện hư kỳ, không rảnh phân thân. Thủy linh tộc quá khó chơi, có thể lợi dụng thần thông thủy hệ tránh đi bọn họ công kích, có đôi khi còn có thể mượn cơ hội công kích bọn họ, bọn họ thật không dễ gì đả thương thủy linh tộc. Thiếu phụ váy xanh liền thúc dục pháp tướng chữa thương cho thủy linh tộc. Giải quyết mộc linh tộc trước, lại đối phó thủy linh tộc, ả à, không chết thì có thể không ngừng chữa trị cho đồng bạn, chúng ta rất khó giết bọn họ. Vương Thanh Sơn truyền âm nói, vẻ mặt ngưng trọng. Chương 3485, đuổi giết dị tộc một. Hắn bấm kiếm quyết chín cây thanh ly kiếm chợt nở rộ hào quang màu xanh, huyễn hóa ra hơn vạn cây phi kiếm màu xanh giống nhau như đúc, hướng về nam tử áo lam bắn đi. Đỉnh đầu nam tử áo lam có một hư ảnh người khổng lồ hơi nước mờ mịt, pháp tướng của hắn là lợi dụng thủy ly chi tinh cô độc, loại tài liệu này có thể tăng tiến tính mềm của pháp tướng, càng thêm dễ dàng khôi phục. Pháp tướng bình thường lọt vào công kích mạnh mẽ liền đánh tan, mà pháp tướng của hắn sau khi bị đánh tan có thể lập tức khôi phục. Hắn bấm pháp quyết, hai tay hư ảnh người khổng lồ cùng giơ lên, không gian chợt hiện ra vô số hơi nước màu lam sau khi mơ hồ một cái hóa thành những mũi tên nước màu lam nghênh đón tiếng nổ ầm 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 vang lên sóng khí như thủy triều mũi tên nước màu lam tán loạn hết phi kiếm màu xanh chợt kết hợp một thể hóa thành một thanh kiếm khổng lồ màu xanh chém về phía hư ảnh người khổng lồ một tiếng vang trầm cất lên hư ảnh người khổng lồ bị thanh kiếm khổng lồ chém thành hai nửa hào quang màu lam lóe lên hư ảnh người khổng lồ khôi phục như lúc ban đầu một thanh kiếm khổng lồ màu xanh bọc ngọn lửa màu xanh chém tới, tản mát ra nhiệt độ cao kinh người. hư ảnh người khổng lồ bị thanh kiếm khổng lồ màu xanh chém thành hai nửa, bốc lên từng làn khói trắng, xương mù tràn ngập. thanh kiếm khổng lồ màu xanh chém nam tử áo lam thành hai nửa, nam tử áo lam hóa thành nhiều đốm sáng màu lam biến mất không thấy nữa. sau khi một tiếng nữ tử kêu thảm thiết vang lên, vương đại phi vung một cây côn lớn, mang thiếu phụ váy xanh cả người lẫn pháp tướng đều đập nát. một lần này thiếu phụ váy xanh không cách nào khôi phục nữa. Quá tốt rồi, rốt cuộc giết được à. Lam Phúc không vui mừng quá đỗi, đúng lúc này, thanh âm rồn rập của Vương Thanh Sơn ghé tai hắn vang lên, làm đạo hiếu, cẩn thận. Trong ba người, thực lực của Lam Phúc không yếu nhất. Không gian sau lưng Lam Phúc không chợt hiện ra nhiều đốm sáng màu lam, một nam tử áo lam hiện ra, ánh mắt lạnh lùng, hắn vung một cây đoản kiếm màu lam, chém về phía Lam Phúc không. Lam Phúc không bị dọa giật mình, vội vàng vung phất trần màu xanh trong tay, sợi tơ dày đặc bắn ra, một nửa đánh về phía nam tử áo lam, một nửa bện thành một quả trứng khổng lồ màu xanh, bảo vệ hắn. Đoàn kiếm màu lam bổ lên quả trứng khổng lồ màu xanh, truyền ra một tiếng vang trầm. Sợi tơ màu xanh dày đặc xuyên thủng thân thể nam tử áo lam, nam tử áo lam hóa thành nhiều điểm hơi nước biến mất không thấy nữa. Không gian ở ngoài trăm dặm sáng lên nhiều đốm sáng màu lam, hóa thành bóng người nam tử áo lam, trong mắt hắn tràn đầy oán độc. Liên quân tinh hỏa tộc đại tan tác, hắn tiếp tục tử chiến, sẽ chỉ thân tử đạo tiêu. Một nắm đấm khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đánh nam tử áo lam thành vô số hơi nước màu lam. Thần thức Vương thanh sơn mở rộng, cũng chưa tìm được nam tử áo lam. Lúc này, liên quân nhân tộc cũng phân tán, đuổi giết liên quân tinh hỏa tộc, trường hợp hỗn loạn. Một mảng dãy núi xanh biếc rộng lớn vô cùng, vương thanh phong, đồng tuyết ly cùng vương lương phát ba người đang vây công ba tên thú nhân tộc thân hình cao lớn, một kẻ đầu vượn thân người, một kẻ đầu ưng thân người, một kẻ đầu sư tử thân người, ba tên thú nhân tộc đều là hóa thần hậu kỳ. Vương Thanh Phong nắm chặt phần thiên đao, mỗi lần bổ về phía không trung, phát ra từng đạo đao khí màu đỏ, mang theo sóng nhiệt kinh người, chém về phía thú nhân tộc. Đồng Tuyết Ly bấm kiếm quyết, Huyền Ngọc kiếm phát ra từng đạo kiếm khí màu trắng, mang theo một trận hàn ý hướng thẳng đến thú nhân tộc. Vương Lương Phác là linh thực phu, hắn lấy ra một cây thước ngọc màu xanh, hóa thành một cái cây cao chọc trời cao hơn ngàn trượng, cành lá um tùm, mặt đất mọc ra những cái rễ cây thô to, bổ về phía thú nhân tộc. Ngoài ra, hắn còn khống chế một con rối vượn khổng lồ màu vàng cao hơn trăm trượt, ngoài thân con rối vượn khổng lồ trải rộng linh văn huyền ảo, rõ ràng là con dối thú bậc năm. Con rối vượn khổng lồ vung hai cánh tay, từng bóng nắm đấm màu vàng bay ra, hoặc há mồm phun ra một đạo hào quang màu vàng thô to, mặt đất sinh ra một trọng lực mạnh mẽ, nghiêm trọng hạn chế hành động của ba tên thú nhân tộc. Mặt đất cách đó không xa có thi thể bốn người tu tiên nằm đó, ngược bọn họ đều có một lỗ máu, bộ dáng chết khủng bố. Liên quân tinh hỏa tộc tan tác, tu sĩ nhân tộc đuổi giết dị tộc, nhưng thực lực của dị tộc cũng không yếu, có đôi khi đuổi giết không được trái lại bị giết. Ngoài thân ba tên thú nhân tộc có nhiều vết máu nhỏ, nhưng trong thời gian ngắn, ba người bọn Vương Thanh Phong cũng không làm gì được bọn họ. Mấy đạo độn quang từ nơi xa bay tới, tốc độ rất nhanh. Vương Thanh Phong nhíu mày, quay đầu nhìn, ba tên linh tộc đang hướng về chỗ bọn họ bay tới, hai nam một nữ, cầm đầu là một ông lão áo bảo vàng dáng người béo lùn. Ông lão áo bảo vàng có tu vi hóa thần hậu kỳ, hai người khác chỉ hóa thần sơ kỳ. Nếu là để ba tên linh tộc gia nhập chiến đoàn, áp lực của ba người bọn Vương Thanh Phong càng lớn hơn nữa. Ở phía sau ba tên linh tộc, có bốn đạo độn quang, tốc độ rất nhanh. Không qua bao lâu, bốn đạo độn quang dừng lại, cầm đầu là Đặng Thiên Kỳ, bốn tu sĩ hóa thần, đều là con em Đặng gia, Lưu Nguyệt Hồng cũng có mặt chương 3486, đuổi giết dị tộc 2. Lưu Nguyệt Hồng chưa nói cái gì, chuẩn bị ra tay đối phó dị tộc. Vương đạo hiếu thần thông quảng đại, bọn họ có thể ứng phó, chúng ta đi giúp nhị bá. Đặng Thiên Kỳ ngăn trở Lưu Nguyệt Hồng, dẫn theo ba người bọn Lưu Nguyệt Hồng rời khỏi. Mượn đao giết người, hắn ước gì dị tộc giết Vương Thanh Phong. Thấy một màn như vậy, trong mắt Vương Thanh Phong hiện lên một mảng sát ý, hắn tự nhiên nhìn ra được ý đồ của Đặng Thiên Kỳ. Thạch đạo hiếu, mau giúp bọn ta giết chúng. Một tên thú nhân tộc la lớn, giọng điệu rồn rập. Ánh mắt ông lão áo bảo vàng rời qua, hai tay sáng lên một mảng hào quang màu vàng lóa mắt, hướng tới mặt đất vỗ nhẹ một cái, hai đạo hào quang màu vàng bắn ra, nhập vào lòng đất không thấy nữa. Mặt đất kịch liệt chấp lên, chợt biến thành bùn cát tơi xốp, cuồng phong từng cơn, cát vàng đầy trời. Ở trong một trận tiếng xé gió, hàng ngàn lưỡi đao cắt màu vàng bay vút đến, chém về phía bọn họ. Ba người bọn vương thanh phong không dám sợ ý, vội vàng làm phép ngăn cản. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ không ngừng, sóng khí như thủy triều, các loại linh quang đan sen. Một mảng đồng bằng rộng lớn vô cùng, Bạch Huyễn và Diễm Cơ hóa thành hai đạo độn quang xé gió chạy đi, chớp mắt chăm dặm, tốc độ rất nhanh. Diễm Cơ sắc mặt tái nhợt, khí tức huệ oải, tình huống của nàng bây giờ rất không ổn. Đã dám tập kích thành huyền quang, vậy ở lại đi. Một giọng nam tử lạnh lùng vô tình chờ từ phía chân trời truyền đến. Vừa dứt lời, bầu trời chợt biến thành màu đỏ sậm, một đám mây lửa màu đỏ thật lớn chợt xuất hiện ở trên trời, chiếu mặt đất phạm vi mấy vạn dặm thành màu đỏ. Mây lửa màu đỏ sau khi kịch liệt quay cuồng, giọt mưa màu đỏ to như hạt đậu trút xuống, hóa thành những thanh phi kiếm màu đỏ, chém về phía Bạch Huyễn cùng Diễm Cơ. Bạch Huyễn phất tay áo, một cơn gió lạnh trắng xóa thổi quét ra, đánh tan phi kiếm màu đỏ đang lao tới. Tiếng nổ không ngừng, sóng khí như thủy triều, phi kiếm màu đỏ chợt ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một kiếm quang màu đỏ dài vạn trượng lấy thế hủy thiên diệt địa chém về phía bạch huyễn cùng diễm cơ bạch huyễn nhíu mày tay phải chợt hiện ra một ngọn lửa màu trắng bổ về phía kiếm quang màu đỏ một tiếng nổ lớn vang lên kiếm quang màu đỏ bị hắn đánh vỡ nát hóa thành lửa hừng hực bao phủ bóng người bọn họ trong lửa nóng chợt hiện ra một ngọn lửa màu trắng lửa nóng chợt tán loạn một đạo độn quang từ nơi xa bay tới chính là phong tiêu dao mặt đầy sát khí nhìn bạch huyễn cùng diễm cơ Muốn đến dễ dàng, muốn đi không dễ vậy đâu, để mạng lại đi. Phong tiêu giao đằng đằng sát khí. Diễm cơ, người đi trước, ta ngăn trở hắn. Bạch huyễn truyền âm thúc dục một đạo hào quang màu trắng từ trên người hắn bay ra, hóa thành một hư ảnh người khổng lồ trắng xóa, trên trời chợt bay xuống lượng lớn bông tuyết màu trắng, nhiệt độ chợt giảm xuống. Mặt đất lấy tốc độ kinh người kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn ra. Không đến ba hơi thở, phạm vi trăm dặm đều bị đóng băng. Diễm cơ gật gật đầu, Ngoài thân trào ra một ngọn lửa màu đỏ, hóa thành một quả cầu lửa màu đỏ thật lớn. Một tiếng vang trầm nặng cất lên, quả cầu lửa màu đỏ nổ tung, hóa thành vô số hào quang màu đỏ biến mất. Lúc này, Hoàng Nhất Long và Lý Viêm đuổi theo tới. Hắn giao cho ta, các người đuổi theo giếm cơ, đừng để ả à chạy, bây giờ là thời cơ tốt nhất giết chết hả. À? Phong tiêu giao thúc giục, vẻ mặt đầy tự tin, nếu là tu sĩ hợp thể khác, Hoàng Nhất Long cùng Lý Viêm còn không nhất định tin tưởng. Phong Tiêu Giao là đệ tử của tu sĩ Đại Thừa, thực lực tự nhiên không tầm thường, thật không dễ gì đánh bị thương nặng Diễm Cơ, đây là cơ hội cực tốt giết chết Diễm Cơ. Giải quyết giếm Cơ, bọn họ lại trở về giúp Phong Tiêu Giao cũng không muộn. Lấy thần thông của Phong Tiêu Giao, cho dù giết không được Bạch Huyến, cũng không đến mức bị Bạch Huyến giết. Bọn họ hóa thành hai đạo độn quang, hướng về nơi xa bay đi, đuổi giết giếm Cơ. Bạch Huyến cùng Phong Tiêu Giao nhìn nhau một cái, nhìn nhau cười, ai không biết tình hình còn tưởng bọn họ là bạn bè nhiều năm không gặp. Phong tiêu dao bấm pháp quyết, cuồng phong gào thét, không gian chấn động vặn vẹo, chợt hiện ra vô số ánh lửa màu đỏ, sau khi mơ hồ một cái, hóa thành những thanh phi kiếm màu đỏ, nhiều tới mấy vạn. Bạch huyễn bấm pháp quyết, bông tuyết màu trắng sau khi mơ hồ, hóa thành những cọc băng màu trắng dài vài thước, đón đỡ phi kiếm màu đỏ. Phi kiếm màu đỏ va chạm với cọc băng màu trắng, bộc phát ra một mảng lớn sương mù màu trắng, sóng khí như thủy triều. Bọn họ thúc giục bảo vật cùng pháp tướng đối địch, nếu là quan sát khoảng cách gần, có thể phát hiện môi bọn họ khẽ nhúc nhích, tựa như đang truyền âm trao đổi. Cho dù có tu sĩ hợp thể đi ngang qua, cũng sẽ không cho rằng bọn họ là đang truyền âm trao đổi, bọn họ là thật sự đánh nhau to. Một đạo hào quang màu đỏ từ trên người phong tiêu dao bay ra, hóa thành một bóng kiếm màu đỏ thật lớn, bóng kiếm không ngừng lóe lên linh quang, giống như vật thật. Pháp tướng của hắn dùng xích diễm chi tinh cô động thành, mang vào lửa cháy công kích, Phòng bảo hộ bình thường căn bản không ngăn được. Bóng kiếm màu đỏ trào ra một ngọn lửa màu đỏ, mang theo sóng nhiệt ngập trời, chém về phía đối diện. Hai cánh tay hư ảnh người khổng lồ trào ra một ngọn lửa màu trắng, đón đỡ bóng kiếm màu đỏ, truyền ra tiếng kim loại va chạm keng keng. Từng làn sóng khí mạnh mẽ thổi quét ra, nơi đi qua, mặt đất vỡ tung, không gian xé rách, một mảng không gian này giống như cũng sắp sụp xuống. Chương 3487, kẽ hở. Một mảng dãy núi xanh biết rộng lớn vô cùng ở chỗ sâu trong dãy núi chuyển đến từng đợt tiếng nổ thật lớn mặt đất kịch liệt chấn động đất rung núi chuyển trong một sa mạc màu vàng thật lớn vương thanh phong cùng đồng tuyết ly đứng dựa vào nhau hai người sắc mặt hơi tái nhợt bộ dáng pháp lực tiêu hao nghiêm trọng vốn bọn họ đấu với ba tên thú nhân tộc còn chiếm cứ một ít thượng phong sau khi ba tên linh tộc gia nhập bọn họ liền rơi vào thế yếu nhưng bọn họ không ít bảo vật liên thủ giết chết một tên thú nhân tộc hóa thần kỳ Bọn họ đứng ở trên không một mảng sa mạc màu vàng minh mông vô bờ, cuồng phong gào thét đi qua, một người khổng lồ màu vàng cao mấy trăm trượng đứng ở trên sa mạc, đôi mắt chuyển động không thôi. Người khổng lồ màu vàng vung hai cánh tay lên, vô số hạt cát màu vàng bay lên, hóa thành hai con dao long cát màu vàng dài hơn ngàn trượng, lao thẳng đến Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly. Vương Thanh Phong và Đồng Tuyết Ly phản ứng rất nhanh, vội vàng thúc giục bản mạng pháp bảo, phân biệt phát ra một đạo đao khí chọc trời màu đỏ cùng một đạo kiếm quang chọc trời màu trắng, chém hai con dao long cắt màu vàng vỡ nát, hóa thành hạt cát đầy trời, khói bụi cuồn cuộn. Hai đạo hào quang màu vàng không chút dấu hiệu từ trong khói bụi bay ra, lao thẳng về phía Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly, bọn họ không dám đón đỡ. Linh tộc nắm giữ thần thông hóa đá, đã hủy diệt một con dối thú bậc năm. Hầu như là cùng lúc đó, một làn sóng âm đen xì từ phía sau bọn họ đánh tới, đồng thời đỉnh đầu nổi lên một trận gợn sóng, một bàn tay gấu to lớn đen xì bỗng xuất hiện, bổ về phía bọn họ sa mạc màu vàng kịch liệt nhoáng lên vô số hạt cát màu vàng bay lên hóa thành những cây mâu cát màu vàng thô to lao thẳng về phía bọn họ cuồng phong từng cơn vô số hạt cát màu vàng bị cuồng phong thổi bay hóa thành hai con rồng cát màu vàng hình thể thật lớn từ hai bên trái phải đánh tới bốn phía giáp công bịt kín toàn bộ đường lui của bọn họ phần thiên đao trong tay vương thanh phong sau khi nở rộ ra hào quang màu đỏ trói mắt trào ra một ngọn lửa màu đỏ tản mát ra nhiệt độ cao kinh người ở trong một đợt tiếng đao giết chói tai, hơn ngàn đao khí màu đỏ quét ra, chém ra bốn phương tám hướng. Tiếng nổ ầm 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 qua đi, sóng khí cuồn cuộn, mấy trăm kiếm khí màu trắng bắn đến, lục tục chém lên trên thân người khổng lồ màu vàng, truyền ra một chuỗi tiếng keng keng trầm đục, ngoài thân người khổng lồ màu vàng có thêm hơn trăm vết đao, nhưng rất nhanh, ngoài thân người khổng lồ màu vàng sau khi chợt hiện ra một đợt hào quang màu vàng lóa mắt, tất cả vết đao biến mất không thấy. Dưới xa mạc chợt chui ra vô số bụi gai màu xanh thô to, Cuốn lấy thân thể người khổng lồ màu vàng, người khổng lồ màu vàng há mồm phun ra một làn sương mù màu vàng, đánh lên bụi gai màu xanh. Bụi gai màu xanh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa đá, hai cánh tay người khổng lồ màu vàng giật nhẹ một cái, giật đứt bụi gai màu xanh hóa đá. Một quầng sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên thân người khổng lồ màu vàng, thân thể người khổng lồ màu vàng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng, hóa thành một bức tượng băng thật lớn một đạo đao khí màu đỏ cùng một đạo kiếm quang màu trắng bắn đến, chém tượng băng to lớn vỡ nát. Trong tay đồng tuyết ly nắm một tấm gương nhỏ lấp lánh hào quang màu trắng, linh khí kinh người, hiển nhiên là một món hạ phẩm thông thiên linh bảo. Linh tộc vừa chết, một tên thú nhân tộc đầu gấu thân người không còn chiến ý, hóa thành một đạo độn quang màu đen hướng về nơi xa bay đi. Vương Thanh Phong cùng đồng tuyết ly đang muốn truy kích, một tiếng nam tử kêu thảm chợt vang lên. Không ổn, lương phát, Vương Thanh Phong biến sắc, Linh tộc tách bọn họ ra, chia để diệt. Hắn theo ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, nhìn thấy một tên thú nhân tộc đầu ưng thân người đứng ở trước mặt Vương Lương Phác. Tay phải thú nhân tộc xuyên thủng ngực Vương Lương Phác, tay trái Vương Lương Phác nắm một cây thước ngọc không ngừng lóe lên hào quang màu xanh, vẻ mặt tràn đầy nét không thể tưởng tượng. Hào quang màu xanh lóe lên, một cái nguyên anh nhỏ bé từ trong thi thể bay ra, còn chưa bay ra bao xa, thú nhân tộc phun ra một đạo hào quang màu vàng kim, đánh trúng nguyên anh nhỏ bé. Sau một tiếng hét thảm, Nguyên Anh nhỏ bé bốc hơi khỏi nhân gian, vương lương phát ngã xuống. Một đạo đao khí khổng lồ màu đỏ cùng một đạo kiếm quang ngút trời màu trắng từ trên trời giáng xuống, chém về phía thú nhân tộc. Mặt đất kịch liệt chấp lên, sinh ra một trọng lực mạnh mẽ, đồng thời chui ra vô số bụi gai màu xanh, lao thẳng về phía thú nhân tộc. Thú nhân tộc cảm giác thân thể nặng tựa ức vạn cân, nửa bước cũng khó rời. Hắn vừa há mồm phun ra một làn sóng âm màu vàng, đánh tan đao khí khổng lồ cùng kiếm quang chọc trời, vung một thanh đoản đao màu vàng, chém nát bụi gai màu xanh đánh tới. Một đạo hào quang màu đỏ cùng một đạo hào quang màu trắng bắn đến, ngoài thân thú nhân tộc nở rộ linh quang, vung hai cánh tay, nghênh đón. Một tiếng hét thảm vang lên, hào quang màu đỏ cùng hào quang màu trắng xuyên thủng thân thể thú nhân tộc, hóa thành mưa máu đầy trời từ trên cao đổ ập xuống. Linh quang lóe lên, hào quang màu đỏ cùng hào quang màu trắng hóa thành bộ dáng vương thanh phong cùng đồng tuyết ly, trên mặt bọn họ đầy sát khí chương 3488, thổi kèn thu quân một Lúc này, dị tộc đã muốn trốn xa, đuổi theo, không thể để bọn chúng chạy. Vương Thanh Phong mặt đầy sát khí, thu hồi thi thể cùng di vật của Vương Lương phát tính cả tài vật trên thân dị tộc cũng thu lại, đuổi theo. Một vùng đất rộng rãi bằng phẳng, Đặng Hồng Bân, Đặng Thiên Kỳ cùng Lưu Nguyệt Hồng ba người đang vây công hai tên thú nhân tộc, một tên đầu hổ thân người, một tên đầu đại bàng thân người. Mặt đất gồ ghề, có thi thể hai con em đặng ra nằm, ngực bọn họ đều có một lỗ máu thật lớn. Đặng đạo hữu mau ngăn cản bọn họ. Một tiếng nam tử gấp gáp từ chân trời xa xa truyền đến, hai đạo độn quang từ nơi xa bay tới. Thần thức của đặng hồng bân cảm ứng được, hai tu sĩ hóa thần hướng về nơi này bay tới, khí thức bọn họ tương đối suy yếu. Không qua bao lâu, bọn họ thấy được chân dung dị tộc, một tên thú nhân tộc đầu gấu thân người cùng một thanh niên áo vàng da vàng, khí thức bọn họ có chút suy yếu, trên người đều có thương thế thú nhân tộc nhìn thấy ba người bọn đặng hồng bân, mặt đầy sát khí, không giết tu sĩ nhân tộc, bọn họ là rất khó chạy trốn. Hắn há mồm phát ra một tiếng giống đinh tai nhức óc, phun ra một làn sóng âm đen xì, lao thẳng về phía ba người đặng hồng bân. Đặng hồng bân bấm pháp quyết, một cái vòng lấp lánh hào quang màu đỏ chợt phóng to, nghinh đón. Một tiếng nổ qua đi, sóng âm màu đen tán loạn. Không gian trên đỉnh đầu đặng hồng bân nổi lên một trận gợn sóng, một bàn tay gấu màu đen thật lớn bỗng hiện lên bổ về phía đầu đặng hồng bân đặng hồng bân vội vàng triệu ra một cây quạt ba tiêu lấp lánh hào quang màu đỏ quạt nhẹ một cái một ngọn lửa màu đỏ quét ra nghênh đón đánh tan tay gấu màu đen vô số bụi gai màu xanh từ lòng đất chui ra bện thành một tấm lưới lớn màu xanh bao trùm đặng hồng bân tấm lưới lớn màu xanh nhanh chóng co lại gai nhọn dày đặc hướng thẳng đến đặng hồng bân đặng hồng bân không ngừng vung quạt ba tiêu màu đỏ phát ra từng ngọn lửa màu đỏ tấm lưới lớn màu xanh cháy thành cho tàn. Một làn gió tanh thổi qua, thú nhân tộc đã xuất hiện ở trước mặt Đặng Hồng Bân. Đặng Hồng Bân sợ tới mức mất phía, vừa vung quạt ba tiêu màu đỏ, phát ra một ngọn lửa màu đỏ, ngoài thân sáng lên một mảng linh quang năm màu lóa mắt, một màn hào quang năm màu dày đặc bỗng dưng hiện lên, bảo vệ toàn thân. Ngoài thân thú nhân tộc bùng lên hào quang màu đen, hai cánh tay đánh về phía Đặng Hồng Bân. Sau một chuỗi tiếng vang trầm, hộ thể linh quang của đặng hồng bân giống như tờ giấy, tan vỡ trong nháy mắt. Hét thảm một tiếng, đầu đặng hồng bân bị thú nhân tộc đấm một phát đánh vỡ, hóa thành một mảng xương máu. Linh quang lóe lên, một cái nguyên anh nhỏ bé vừa mới bay ra khỏi cơ thể, đã bị một cái bóng nắm đấm màu đen đánh tan, từ nay về sau thế gian không có đặng hồng bân nữa. Nhị bá, đặng thiên kỳ đau thương đan sen, đúng lúc này, một tiếng nữ tử cuống quyết vang lên, phu quân cẩn thận. Đặng Thiên Kỳ nghĩ tới cái gì, vội vàng vung cờ phướn màu xanh trong tay, phát ra một cơn cuồng phong màu xanh, bảo vệ mình. Bóng nắm đấm dày đặc bay vút đến, đánh tan cuồng phong màu xanh, đặng thiên kỳ biến mất không thấy nữa. Hào quang màu xanh lóe lên, đặng thiên kỳ xuất hiện ở ngoài trăm dặm Một tiếng kêu thảm thiết của nữ tử vang lên, đặng thiên kỳ cả kinh biến sắc, theo ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, Lưu Nguyệt Hồng bị một tên thú nhân tộc đầu đại bàng thân người xuyên thủng ngực trên tay thú nhân tộc nắm một cái nguyên anh nhỏ bé dùng sức bóp một phát Nguyên Anh nhỏ bé nhất thời hóa thành nhiều đốm linh quang tán loạn, Lưu Nguyệt Hồng thân tử đạo tiêu. Trong thời gian ngắn, hai vị trí thân của Đặng Thiên Kỳ bị dị tộc giết chết. Dị tộc không bận tâm Đặng Thiên Kỳ, hướng về nơi Sa Phi độn rời đi. Lúc này, Vương Thanh Phong và Đồng Tuyết Ly cũng đuổi theo tới, mười mấy nhân tộc hóa thần từ nơi xa bay tới. Vương Thanh Phong chưa nói gì, cùng Đồng Tuyết Ly đuổi theo. Đặng Thiên Kỳ nhìn bóng lưng Vương Thanh Phong rời đi, mặt đầy sát ý. Nếu không phải Vương Thanh Phong đưa tới dị tộc, Đặng Hồng Bân cùng Lưu Nguyệt Hồng cũng sẽ không bị giết, hắn lại quên, chính hắn đưa tới dị tộc trước, gián tiếp hại chết Vương Lương Phác. Hắn vốn đã có thành kiến với Vương Thanh Phong, trải qua một lần này, hận ý của hắn đối với Vương Thanh Phong càng sâu, Vương Thanh Phong cũng càng thêm chán ghét Đặng Thiên Kỳ, thân tộc của hai người gián tiếp chết ở trên tay đối phương, dạn nứt càng lúc càng lớn, không thể điều hòa. Một mảng dãy núi xanh biếc liên miên ức vạn dặm, ở sâu trong dãy núi. Hoàng Nhất Long cùng Lý Viêm đứng ở trên không trung, Sắc mặt bọn họ hơi tái nhợt, ánh mắt âm trầm. Lấy bọn họ làm trung tâm, phạm vi mấy vạn dặm bị san thành bình địa, ánh lửa ngập trời. Để à chạy mất rồi, cử diễm phần linh đại pháp danh bất hư truyền. Hoàng Nhất Long nhíu mày nói, cử diễm phần linh đại pháp là một môn độn thuật tinh hỏa tộc nắm giữ. Chỉ có tinh nhuệ tinh hỏa tộc mới có thể nắm giữ một bí thuật này. Nghe nói một bí thuật này chính là ra từ một trang thiên hư ngọc thư kia tinh hỏa tộc đạt được. Lý Viêm gật đầu nói, thi triển cửu diễm phần linh đại pháp phải tổn thất rất nhiều nguyên khí, nếu không ả đã sớm thi triển một bí thuật này. Trải qua một trận chiến này, cho dù có đan dược chữa thương, ả phải tu dưỡng 2 ba ngàn năm mới có khả năng khôi phục. chương 3489, Thổi Kèn Thu Quân 2 Đi thôi, chúng ta trở về giúp phong đạo Hiếu, diệt bạch huyến, đừng để hắn chạy. Lý Viêm vung tay áo, dọc theo đường tới đây bay đi, Hoàng Nhất Long đi theo. Trên không một vùng đồng cỏ rộng lớn vô cùng, phạm vi mấy vạn dặm bị đánh thành phế thổ, có thể nhìn thấy lượng lớn cái hố khổng lồ bốc ra ngọn lửa, còn có lượng lớn cọc băng. Phong tiêu dao đứng trên trời, sắc mặt hơi tái nhợt, bạch huyễn không biết tung tích. Hai đạo độn quang từ xa xa bay tới, không qua bao lâu, lưỡng đạo độn quang ngừng lại, hiện ra Hoàng Nhất Long cùng Lưu Nhất Long bóng người. Phong đạo hiếu, bạch huyễn đâu? Hoàng Nhất Long ánh mắt đảo qua mặt, tò mò hỏi. Ta đã thương hắn, đáng tiếc bị hắn thi triển bí thuật chạy rồi, các người thế nào? Giết diễm cơ chưa? Phong tiêu giao truy hỏi. Chưa, diễm cơ thi triển cửu diễm phần linh đại pháp chạy thoát rồi, ả à bị thương nặng thi triển một bí thuật này chạy trốn, nguyên khí tổn thất nghiêm trọng, nếu không có thuốc tiên chữa thương, ả à phải tu dưỡng mấy ngàn năm mới có thể khôi phục. Hoàng Nhất Long trả lời, chạy rồi, bỏ đi, chúng ta đi về trước đi, bảo vệ thành huyền quang là quan trọng nhất. Phong tiêu giao hóa thành một độn quang màu đỏ xé gió lao đi, hoàng nhất long cùng lý viêm vội vàng đi theo một mảng rừng rậm màu đen rậm rạp lượng lớn cây cao chọc trời gãy ngang có thể nhìn thấy rõ ràng lượng lớn cái hố khổng lồ vương thanh sơn lam phúc không và vương đại phi đứng ở trên trời sắc mặt bọn họ hơi tái nhợt một bộ dáng pháp lực tiêu hao nghiêm trọng trên người vương đại phi có nhiều vết máu khủng bố trên mặt đất phân tán lượng lớn hài cốt màu trắng nhìn qua có chút dọa người cuối cùng diệt được nó cốt tộc đúng là không dễ đối phó may có vương đạo hiếu một kiếm phá đi phòng ngự của cốt tộc, ngọn linh diếm kia của vương đạo hữu không sợ quỷ hỏa cốt tộc, làm mỗ mở rộng tầm mắt. Lam phúc không thổi phồng, vẻ mặt đầy tự hào, hắn xoay ánh mắt đi, nhìn về phía vương đại phi, cười nói, đương nhiên, thần thông của vương đạo hữu cũng không nhỏ, một quyền đánh tan thân thể linh tộc, nhắm chừng thú nhân tộc luyện hư hậu kỳ cũng chịu không nổi mấy quyền của ngươi. Vương Thanh Sơn và Vương Đại Phi nhìn nhau cười, Lam Phúc không không hổ là cuồng suy chân quân, vừa có cơ hội liền thổi phồng bọn họ không gì mạnh hơn nịnh bợ cả. Chỉ cần không có thù sâu hận lớn, hiếm có ai sẽ chán ghét Lam Phúc không. Một tiếng kèn vang dội cất lên, vang vọng phạm vi trăm vạn dặm. Thu binh rồi, xem ra dị tộc tan tác rồi. Lam Phúc không vui mừng quá đỗi, hắn ước gì lập tức chấm dứt chiến sự, quay về gia tộc tu dưỡng. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, thu hồi xác dị tộc, ba người rời khỏi nơi đây. Sau thời gian một chén trà nhỏ, bọn họ xuất hiện ở một đồng cỏ minh mông, trên đồng cỏ tụ tập mấy vạn người tu tiên bọn họ top năm top 3 tụ tập một chỗ hoặc nói chuyện với nhau hoặc trao đổi đồ vật cực kỳ náo nhiệt ánh mắt vương thanh sơn nhanh chóng từ trên người các tu sĩ lướt qua một lát sau hắn liền tìm được đám người vương lập hà vương thanh sơn ngay lập tức bay qua bọn người vương lập hà đều có thương thích thương thế không nặng lập hà lập hải cùng thanh phong bọn họ đâu vương thanh sơn nhíu mày hỏi tâm tình nặng nề thân thể của lập hải bị tinh hòa tộc hủy diệt rồi lão tổ tông bọn họ đuổi bắt dị tộc không biết bọn họ ở đâu. Vương Lập Hà Thành thật trả lời, ngay từ đầu bọn họ còn có thể nhìn thấy đồng tộc khác, về sau liền loạn cả lên, độc lập tác chiến. Vương Thanh Sơn nhíu mày, hắn từng dặn dò Vương Thanh Phong, bảo gã đừng chạy quá xa. Nếu Vương Thanh Phong xảy ra chuyện, Vương Thanh Sơn thật không biết nên ăn nói với Vương Trường Sinh như thế nào. Đám người lão Tổ Tông đã trở lại, không thấy lương phát. Vương Lập Kiều chợt mở miệng hô, Vương Thanh Sơn nhìn theo phương hướng Vương Lập Kiều nhìn, Thấy Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly bay trở về, vẻ mặt bọn họ đau thương. Chuyện gì vậy, lương phác đâu? Vương Thanh Sơn truy hỏi, trong lòng có một loại dự cảm không lành, Vương gia đã chết trận một vị tu sĩ hóa thần. Hắn bị dị tộc giết, đều do Đặng Thiên Kỳ, hắn đưa tới ba tên dị tộc hóa thần kỳ, sau đó lại rời khỏi. Vương Thanh Phong giọng điệu trầm trọng, trong mắt tràn đầy sát ý. Nếu không phải tu sĩ hóa thần khác chạy tới, hắn tuyệt đối sẽ giết Đặng Thiên Kỳ. Vương Thanh Sơn hỏi một lần tình hình sự việc. Vương Thanh Phong trả lời theo sự thật. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, việc này thật đúng là khó mà nói, lúc ấy mọi người đều đang đuổi giết dị tộc, Đặng Thiên Kỳ đi giúp thân tộc của mình, hợp tình hợp lý. Được rồi, các người đều ở lại đây, đừng chạy lung tung. Vương Thanh Sơn phân phó, tu sĩ hóa thần ngã xuống hai người, một người hủy diệt thân thể, tu sĩ Nguyên Anh chết non nửa, đây còn là bởi mang đến không ít con dối thú, thế lực khác tổn thất lớn hơn nữa. Lượng lớn tu sĩ lục tục chạy về, tụ tập ở một vùng đồng cỏ này. Một ngày sau, đại bộ phận tu sĩ đều chạy về, Lưu Nhất Long dẫn theo đại bộ đội quay về thành huyền quang, phái người đi tìm các tu sĩ chưa về kia. Vương Thanh Sơn tìm được Lý Viêm, báo cáo tình huống cho hắn, thuận tiện nói ra một phen đặng thiên kỳ Hải Vương Thanh Phong. Lý Viêm nhíu mày, nói, đăng ra, ta biết rồi, ta sẽ xử trí, người biểu hiện không tệ, chém giết nhiều dị tộc luyện hư kỳ. Trường 3490, Phản công, dẫn đội xuất trinh, một về công về tư, hắn đều sẽ ra mặt xử trí Đặng Thiên Kỳ, hành vi của Đặng Thiên Kỳ tội không đến mức chết, nhưng phải nghiêm trị. Trấn Hải Cung có tranh đấu phe phái, môn phái lớn hoặc là gia tộc tu tiên khác cũng có, cái này không có gì kỳ quái, đầu thương vẫn nhất trí đối ngoại. Đặng Thiên Kỳ đối đãi Vương Thanh Phong như thế, đó là không để Trấn Hải Cung vào mắt. Lý Tiền Bối quá khen rồi, may mà có Vương Đạo Hữu cùng Lam Đạo Hữu giúp đỡ. Vương Thanh Sơn khiêm tốn nói, hắn nhớ tới cái gì? Hỏi, Lý Tiền Bối Ngài biết tình huống hậu phương không? Về Đảo Thanh Liên, ta biết cũng không nhiều, chỉ biết tộc thúc ngươi giết bốn cường địch luyện hư kỳ. Ngươi không cần quá lo lắng, trưởng môn sư huynh sẽ phái người chi viện Vương gia các ngươi. Mặc kệ nói như thế nào, Vương gia là gia tộc tu tiên trấn Hải Cung chúng ta ủng hộ. Lý Viêm an ủi, hắn cũng không tin Vương Trường Sinh có thể lấy một địch bốn tiêu diệt bốn tu sĩ luyện hư, phản ứng đầu tiên của hắn là phe phái phi thăng hỗ trợ, mang công lao cho Vương Trường Sinh. Phe phái bản thổ năm đó cũng từng làm chuyện như vậy, Lý Viêm là người chấp hành, tự nhiên rõ cách thức bên trong. Người đi về trước nghỉ ngơi đi, báo lên tổn thất cùng chiến tích, ta sẽ thay các người thỉnh công, quay về tổng đàn, sẽ luận công ban thưởng. Lý Viêm phân phó, vâng, Lý Tiền Bối, Vương Thanh Sơn đáp ứng, nhận lệnh rời đi. Một gian mật thất, trên vách đá khắc lượng lớn phù văn huyền ảo, tản mát ra một đợt cấm chế dao động mãnh liệt. Trung ương mật thất là một tòa pháp trận lớn hơn ngàn trượng, trên pháp trận trải rộng trận văn huyền ảo, có hơn vạn cái rãnh kích thước nhất trí, từng cái rãnh đều đặt một khối thượng phẩm linh thạch, trung ương pháp trận đặt một khối tinh thạch màu bạc nhạt. Phong Tiêu Dao đứng ở trước pháp trận, lấy ra một cái lệnh bài màu xanh hình vuông, nhẹ nhàng vung cổ tay một cái, một đạo hào quang màu xanh bắn ra, nhập vào trong pháp trận. Pháp trận kịch liệt chấp lên, vô số trận văn tỏa sáng. Một lát sau, một hư ảnh hình người chợt xuất hiện ở trên không pháp trận, chính là Tần Ngọc Phượng. Trận pháp đưa tin cỡ lớn, có thể trực tiếp liên hệ với huyền thanh phái, chỉ có số ít người có thể vận dụng một trận pháp đưa tin cỡ lớn này, phong tiêu giao làm đệ tử của thiên hà kiếm tôn, tự nhiên có tư cách này. Phong đạo Hữu xảy ra việc lớn gì? Tần Ngọc Phượng có chút khẩn trương hỏi, chúng ta đánh tan liên quân tinh hỏa tộc, giết hổ hiu của thú nhân tộc, đánh bị thương nặng giếm cơ của tinh hỏa tộc, người của ta bắt được mấy tu sĩ luyện hư của tinh hỏa tộc, siêu hồn đối với bọn chúng, phát hiện một cơ mật của tinh hỏa tộc. Phong tiêu giao giọng điệu trầm trọng, cơ mật gì, Tần Ngọc Phượng nghi hoặc nói, tinh hỏa tộc phái ra cao thủ ở man hoang chi địa bắt tu sĩ nhân tộc luyện hư kỳ, đáng tiếc mấy tu sĩ tinh hỏa tộc kia thân phận quá thấp, bọn họ chỉ tham dự việc này, không biết mục đích của tinh hỏa tộc. Phong tiêu giao nghiêm nghị nói, tinh hỏa tộc quá nửa là muốn khống chế các tu sĩ luyện hư này, phái hồi về tộc nằm vùng. Bắt tu sĩ nhân tộc luyện hư kỳ, Tần Ngọc Phượng nhíu mày, nàng trầm ngâm một lát, nói ta biết rồi, ta sẽ thông báo xuống, âm thầm điều tra tu sĩ nhân tộc từng đi man hoang chi địa. Đúng rồi, thành trì biên giới khác tình hình chiến đấu như thế nào? Phong tiêu giao rời đi đề tài. Chiến quả không nhỏ, nhưng chúng ta tổn thất cũng không ít. Trải qua một trận chiến này, tinh hỏa tộc cùng dạ xoa tộc hẳn là có thể yên tĩnh một đoạn thời gian đi. Tần Ngọc Phượng nói theo sự thật. Tần Phu Nhân, người biết mục đích dị tộc phát động đại chiến là cái gì hay không? Trên mặt phong tiêu giao đầy tò mò, dị tộc một lần này hương sư động chúng, khẳng định mưu đồ không nhỏ. Không rõ, có thể chính là quấy giày theo lệ thường, qua mỗi mấy vạn năm, dị tộc đều sẽ phát động chiến sự. Tần Ngọc Phượng hàm hồ nói, sự tồn tại của Huyền Thiên chi vật chỉ có số ít người biết, nhiều người biết liền có khả năng để lộ bí mật, cho dù trong Huyền Thanh phái cũng không mấy ai biết Huyền Thiên chi vật tồn tại. Nói thật, đáng tiếc Huyền Thiên chi vật là một tấm khiên, cho dù không bồi dưỡng được, cũng chỉ có thể luyện chế thành bảo vật phòng ngự độ đại thiên kiếp, nếu là bảo vật loại công kích, nhân tộc Huyền Linh Đại Lục có lẽ có thể đi hướng huy hoàng. Đúng rồi, sư phụ ngươi thế nào? lâm sư bá rất nhớ hắn tần ngọc phượng rời đi đề tài ta cũng không biết sư phụ ở đâu có thể là vân du bốn phương phong tiêu giao lắc đầu nói thiên hà kiếm tôn thích độc lai độc vãng nếu không đã sớm thành lập môn phái cũng chỉ thu mấy đệ tử bồi dưỡng bọn họ một đoạn thời gian liền ra ngoài du lịch đã hơn vạn năm chưa lộ diện tần ngọc phượng có chút thất vọng điều này hợp tình hợp lý tu sĩ hợp thể muốn đột phá cũng phải ra ngoài du lịch huống chi tu sĩ đại thừa chúng ta đã toàn diện khai triển phản công, các người theo dõi gắt gao động tính của dị tộc, có chuyện gì quan trọng, dùng trận pháp đưa tin cỡ lớn cho ta biết. Tần Ngọc Phượng dặn dò, phong tiêu dao gật gật đầu, nhẹ nhàng vung cổ tay một cái, hư ảnh Tần Ngọc Phượng biến mất, trận văn của pháp trận ảm đạm xuống, khu vực bộ phận tinh thạch màu bạc biến thành màu xám trắng. chương 3491, Phản công, dẫn đội xuất trinh 2, góc Tây Bắc Huyền Linh Đại Lục, đảo Thanh Liên, sảnh đón khách. Dương Tuyết Mai đứng ở chính phía trước, sáu người bọn Vương Trường Sinh đứng ở một bên. Phụng mệnh lệnh lâm tiền bối của huyền thanh phái, lãnh diễm phái chúng ta phụ trách dẫn dắt tu sĩ nhân tộc vùng này phản công, Vương Đạo Hiếu, Vương Phu Nhân, Lưu Phu Nhân, Trần Đạo Hiếu, các người dẫn người lấy 18 hòn đảo bọn đảo Thanh Vũ, phối hợp chúng ta công kích kim bằng nhất tộc. Dương Tuyết Mai mở miệng nói, thanh âm trầm trọng, Vương Gia và Liễu Gia đều bị dị tộc tập kích, Liễu Gia đối mặt kẻ địch đông gấp mấy lần, nếu không phải tu sĩ lãnh diễm phái kịp thời chạy tới, Liễu gia đã diệt môn. Vương gia tổn thất không lớn, bên tăng bên giảm, đây không phải điều lãnh diễm phái muốn nhìn thấy. Vừa lúc muốn phản công dị tộc, mượn tay kim bằng nhất tộc diệt trừ Thanh Liên tiên nữ, cho dù làm bị thương nặng cũng tốt. Uông sư muội tu vi quá thấp, nàng lưu thủ đảo Thanh Liên, ta đi thay nàng đi. Thái Vân phong chủ động xin đi giết giặc, bọn họ là muốn giúp Vương Trường Sinh nổi danh, mượn điều này kiếm công lao, cũng là nâng đỡ Vương gia phe phái phi thăng nâng đỡ nhiều gia tộc tu tiên, nhìn từ trước mắt, vương gia tiềm lực lớn nhất. Phe phái phi thăng tổn thất thê thảm nặng nề, tự nhiên cần tăng thêm lực độ nâng đỡ vương gia, chủng tộc đại chiến là cơ hội lập công tốt nhất. Bên ngoài đã biết vương trường sinh tiêu diệt bốn cường địch luyện hư kỳ, vừa lúc thừa dịp phản công cơ hội, giúp vương trường sinh nổi danh. Uông như yên chỉ luyện hư sơ kỳ, lưu thủ đảo thanh liên tương đối an toàn. Thái đạo Hữu bạch sư bà đối với người có an bài khác, vương phu nhân có nhiệm vụ của bọn họ, các người lập tức triệu tập nhân thủ, công kích 18 hòn đảo chỗ đảo Thanh Vũ, Bạch Sư Bá đã dẫn đội đánh về phía đảo Thiên Bằng. Dương Tuyết Mai dùng một loại giọng điệu không cho phép nghi ngờ phân phó. Đám người Thái Vân Phong sắc mặt âm trầm, bọn họ tự nhiên nhìn ra được, Dương Tuyết Mai đây là làm khó dễ vương ra, điều này hợp tình hợp lý, lý do cũng rất đầy đủ. Được, chúng ta sẽ mau chóng xuất phát, Vương Trường Sinh đáp ứng, lãnh diễm phái dơ lá cờ huyền thanh tử, bọn họ không thể từ chối mau chóng đi tiền tuyến, một ít thế lực đã giao thủ với kim bằng nhất tộc, ta còn cần đi nơi khác truyền đạt mệnh lệnh, cáo từ trước. Dương Tuyết Mai nói xong lời này, hóa thành một đạo độn quang màu trắng rời khỏi. Đảo Thanh Vũ chính là một trong các trọng trấn của kim bằng nhất tộc, khẳng định có trọng binh gác, bốn vị luyện hư chỉ sợ rất khó hạ được. Lưu Ngọc Mai sắc mặt âm trầm nói, lãnh diễm phái là cố ý làm khó dễ bọn họ, tướng ở bên ngoài lệnh vua có điều không theo, trước dẫn người xuất phát, không lấy được đảo Thanh Vũ cũng tiện tìm cớ, Vương Trường Sinh như đã có định liệu trước nói, nếu là lực lượng phòng thủ của kẻ địch quá mạnh, bọn họ có thể rút lui. Lưu Ngọc Mai và Trần Nhất Hàng đáp ứng, Thái Vân Phong cùng lục quảng bằng lưu thủ đảo Thanh Liên. Vương Trường Sinh dẫn theo 10 tu sĩ hóa thần, Vương Kiêu, Bạch Ngọc Kỳ, Vương Thu Thủy, Vương Hướng Vinh, Vương Tông Lãng, Vương Mạnh Bân, Vương Thu Dục, Liễu Hồng Tuyết, Vương Thu Bồ đều tham chiến, Vương Thanh Bạch bị thương nặng, chỉ có thể ở đảo Thanh Liên điều dưỡng. Vương Thu Dục cùng Liễu Hồng Tuyết là luyện đan sư bậc năm, Luyện đan sư bậc năm của vương gia không nhiều, không hy vọng bọn họ mạo hiểm, nhưng bọn họ xin đi giết giặc mãi, vương trường sinh cũng liền dẫn bọn họ theo. Bốn vị luyện hư, sáu mươi vị tu sĩ hóa thần, một lực lượng này đã rất mạnh. Vương trường sinh lấy ra thuyền thanh loan, dẫn đầu nhảy lên, người khác theo sát sau đó. Đi, vương trường sinh khẽ quát một tiếng, thuyền thanh loan nhất thời nở rộ hào quang màu xanh, hóa thành một đạo độn quang màu xanh xé gió chạy đi, biến mất ở phía chân trời. Đảo Thanh Vũ, một trong các trọng trấn Kim Bằng nhất tộc khống chế, trên đảo gieo trồng rất nhiều huyền hạc thần mộc, huyền hạc thần mộc ngàn năm trở lên là tài liệu chính luyện chế linh thuyền phi hành, được luyện khí sư yêu thích. Ngoài ra, huyền hạc thần mộc còn có thể dùng để bố trí đại trận phong thuộc tính. Kim Bằng nhất tộc dùng huyền hạc thần mộc nhiều năm tuổi giao dịch với thế lực khác, đổi lấy tài nguyên tu tiên cần có, cách mỗi hơn ngàn năm thời gian, Kim Bằng nhất tộc phải cống nạp cho Tinh Hỏa tộc một lô huyền hạc thần mộc nhiều năm tuổi. Kim Bằng nhất tộc phái ba tu sĩ luyện hư tỏa trấn đảo Thanh Vũ, còn bố trí bốn tòa trận pháp bậc 6. Lấy đảo Thanh Vũ làm trung tâm, mấy ngàn hòn đảo trong phạm vi 500 vạn dặm đều thuộc về đảo Thanh Vũ quản hạt, đảo Huyền Điêu chính là một trong số đó, đảo Huyền Điêu cũng gieo trồng không ít huyền hạc thần mộc. Vũ thập nhất tu đạo hơn 3.000 năm, trước mắt là hóa thần hậu kỳ, phụ trách tọa trấn đảo Huyền Điêu, trên đảo còn có 3 vị tu sĩ hóa thần. Kim bằng nhất tộc tập kích nhân tộc, đảo Huyền Điêu cũng tăng mạnh phòng ngự, tránh nhân tộc đánh lén, đảo Huyền Điêu cũng tăng mạnh phòng ngự. Mật thất nào đó, Vũ Thập Nhất ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu xanh, đôi mắt nhắm nghiền, quanh thân bao phủ một tầng hào quang màu xanh. Mật thất chợt kịch liệt nhoáng lên một cái, giống như động đất. Vũ Thập Nhất mở đôi mắt, nhíu mày. Chương 3492, Vương Kiêu lập công. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn lấp lánh hào quang màu xanh, đánh vào một pháp quyết, một tiếng nữ tử kinh hoàng thất thố chợt vang lên, Vũ đạo Hữu việc lớn không ổn rồi, tu sĩ nhân tộc đánh tới rồi. Sắc mặt Vũ Thập Nhất trầm xuống, bước nhanh sông ra ngoài. Một màn hào quang màu xanh nhạt bao phủ cả đảo Huyền Điêu, pháp thuật dày đặc đánh lên màn hào quang màu xanh, trên trời có một đám mây sét thật lớn, chớp lóe sấm rền, từng tia chớp thô to bổ về phía đảo Huyền Điêu. Bốn người Vương Mạnh Bân, Vương Anh Kiệt, Bạch Ngọc Kỳ cùng Liễu Hồng Tuyết đứng trên trời, bọn họ mặt đầy sát khí. 50 tộc nhân Nguyên Anh Kỳ sử dụng con rối thú bậc 4, công kích đảo Huyền Điêu, từ bên cạnh giúp đỡ. Từng làn sóng nước màu lam thô to phóng lên trời, lục tục đánh lên màn hào quang màu xanh, truyền ra một chuỗi tiếng vang trầm như gian lạc. Vương Mạnh Bân bấm pháp quyết, ở trong từng đợt tiếng sấm sét chói tai, từng tia chớp màu bạc thô to cắt qua bầu trời, lục tục bổ lên màn hào quang màu xanh. Liễu Hồng Tuyết cầm trong tay một cây cờ phướn hào quang màu đỏ lưu chuyển không chừng, mặt cờ sau khi bừng sáng, phun ra một đạo hào quang màu đỏ, hóa thành một đám mây lửa màu đỏ thật lớn, mây lửa màu đỏ sau khi kịch liệt quay cuồng dâng trào, từng quả cầu lửa thật lớn lục tục nện xuống vương anh kiệt và bạch ngọc kỳ đều thúc giục một con dối thú bậc năm công kích màn hào quang màu xanh tiếng nổ không ngừng linh quang đủ mọi màu sắc bao phủ non nửa màn hào quang màu xanh hai nam một nữ bay tới bọn họ đều là hóa thần kỳ tu vi cao nhất là một ông lão áo vàng dáng người cao gầy hóa thần trung kỳ chuyện gì vậy trận pháp cảnh báo đâu kẻ địch cũng đánh tới cửa rồi mới phát hiện vũ thập nhất nhíu mày nói kim bằng nhất tộc kinh doanh đảo thanh vũ nhiều năm kẻ địch đánh tới cửa mới biết được trận pháp cảnh báo chưa có phản ứng, hẳn là có trận pháp sư bậc năm phá đi trận pháp cảnh báo. Ông lão áo vàng giải thích, mau hướng đảo thanh vũ cầu viện, nói chúng ta lọt vào cường địch tập kích. Vũ thập nhất phân phó, chúng ta ngay lập tức báo cáo lên rồi, mấy chục hòn đảo đều bị tập kích, đảo thanh vũ chỉ sợ không thể phái bao nhiêu người tới đây. Sắc mặt ông lão áo vàng ngưng trọng, như vậy, bọn họ chỉ có thể nghênh chiến, trận pháp bị phá là vấn đề sớm hay muộn. Trước thúc giục trận pháp đối phó bọn họ, cần khả năng sát thương nhiều tu sĩ nhân tộc một chút, chờ đợi viện binh. Vũ Thập Nhất phân phó, hắn lấy ra một tấm trận bàn lấp lánh hào quang màu xanh, đánh vào mấy pháp quyết, trên mặt biển chợt thổi lên từng đợt cuồng phong, từng lốc xoáy màu xanh chợt xuất hiện ở trên mặt biển, thổi quét về phía đám người Vương Mạnh Bân. Cùng lúc đó, Vũ Thập Nhất chỉ huy thủ hạ công kích đám người Vương Mạnh Bân, hoặc thi triển pháp thuật phong hệ cấp cao, hoặc khống chế bảo vật. Trong lúc nhất thời, linh quang các loại pháp thuật sáng lên ở trên trời giống như bắn pháo hoa. Đảo Thanh Vũ, phòng nghị sự, hai nam một nữ ngồi ở chính phía trước, cầm đầu là một thiếu phụ váy đỏ dáng người nóng bỏng, mũi cao tai dài, mặc váy lụa màu đỏ mỏng manh. Kiêu Viêm, luyện hư trung kỳ, bản thể của nàng là một con kim đồng diễm kiêu bậc 6, hai nam tử khác ngũ quan rất tương tự, đều là luyện hư sơ kỳ. Hơn 30 tu sĩ hóa thần chia ra ngồi hai bên, vẻ mặt bọn họ khẩn trương. Có 32 hòn đảo bị tu sĩ nhân tộc công kích Dẫn đội là tu sĩ Trấn Hải Cung, nhiều hòn đảo cầu viện, tạm thời còn chưa có tu sĩ luyện hư lộ diện Xem ra, tu sĩ luyện hư nhân tộc đang chờ chúng ta đi qua chi viện, chờ chúng ta ra tay, bọn hắn lập tức tập kích đảo Thanh Vũ Kiêu viêm nhíu mày nói, bây giờ tu sĩ nhân tộc phản công, áp lực của Kim bằng nhất tộc rất lớn, trọng binh nhân tộc tiếp cận, muốn thoát thân cũng không dễ dàng Phái người cầu viện đi, kiêu tiền bối, một ông lão áo bảo vàng giá người béo lùn đề nghị Kim bằng nhất tộc dẫn đội công kích nhân tộc, từ các hòn đảo điều động cao thủ đối phó nhân tộc, lấy lực lượng bây giờ của bọn họ, căn bản không ngăn được. Hòn đảo khác cũng bị tập kích, người khác còn cần chúng ta chi viện đây. Viện binh là không hy vọng được, truyền lệnh xuống, tận khả năng lợi dụng trận pháp sát thương tu sĩ nhân tộc, ngăn không được lại rút về đảo Thanh Vũ, tăng mạnh lực lượng phòng ngự đảo Thanh Vũ. Kiêu viêm phân phó, nhân tộc toàn diện phản công, không có bao nhiêu viện binh phái tới, chỉ có thể dựa vào chính mình, có rút lại binh lực, tăng mạnh phòng ngự. Ông lão áo bào vàng từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn lấp lánh hào quang màu vàng kim, đánh vào một pháp quyết, như mày nói, không ổn rồi, có 17 hòn đảo bị công phá, 8 vị tu sĩ hóa thần ngã xuống, con dối thú của vương gia rất khó đối phó, một ít tàn quân đang ở bên ngoài đảo Thanh Vũ, một tiểu bối tên là Kiêu Diệt Tiên nói là có tin tức trọng đại báo cáo. Kiêu Diệt Tiên, các ngươi từng nghe nói không? Kiêu Viêm truy hỏi, chưa từng nghe nói, hắn quả thật là yêu cầm hóa hình, trước mắt là hóa thần hậu kỳ. Ông lão áo bào vàng giải thích, khí tức yêu tộc có thể làm giả, nhưng hóa thân thành yêu cầm, một điểm này rất khó làm được, một tu sĩ hóa thần hậu kỳ mà thôi, không lật được trời. Chương 3493, nội ứng ngoại hợp 1. Dẫn bọn hắn vào, sắp xếp chỗ ở cho bọn hắn, lập tức bảo Kiêu Diệt tiên tới phòng nghị sự. Kiêu Viêm phân phó, đừng nói là hóa thần hậu kỳ, cho dù luyện hư kỳ cũng không e ngại, trên đảo bố trí 4 bộ trận pháp bậc 6, còn có 3 vị tu sĩ luyện hư một tu sĩ hóa thần hậu kỳ không lật được trời. Vâng, kiêu tiền bối, ông lão áo bảo vàng lập tức đáp ứng, đứng dậy rời khỏi. Ngoài đảo Thanh Vũ, mấy trăm người tụ tập cùng một chỗ, bọn họ đều là bán yêu, tu vi từ kết đan đến hóa thần đều có, trên người đều có thương tích. Ngoài thân vương kiêu máu tươi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng nguyên khí tổn thương nặng. Màn hào quang màu xanh nổi lên một trận gợn sóng, hiện ra một lỗ thủng lớn mấy trượng, một ông lão áo bảo vàng bay ra, phân phó các ngươi đều theo ta vào đi kiêu diệt tiên đi theo ta đám người vương kiêu lên tiếng đáp ứng đi theo ông lão áo bảo vàng bay vào đảo thanh vũ kiêu đạo hiếu rốt cuộc là tin tức trọng đại gì người phải hướng kiêu tiền bối báo cáo ông lão áo bảo vàng thuận miệng hỏi phụng mệnh chủ nhân nhà ta lấy tính mạng ngươi vương kiêu vừa nói tay phải vừa hóa thành vuốt chim thật lớn lấp lánh hào quang màu vàng kim hướng thẳng về phía ngực ông lão áo bảo vàng Ngoài thân ông lão áo bào vàng sáng lên một đợt hào quang màu vàng kim, bảo vệ toàn thân, chặn vuốt chim thật lớn. Ông lão áo bào vàng bay ngược đi, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Vương kiêu giơ lên cả hai tay, hai hạt trâu một đỏ một lam linh quang lấp lánh bắn ra, hướng về hai ngọn núi bay đi. Sau tiếng nổ ầm ầm ầm, hai hạt trâu nổ tung, hóa thành một vầng mặt trời màu lam thật lớn cùng một vầng mặt trời màu đỏ thật lớn, bao phủ phạm vi mấy trăm dặm. Cùng lúc đó, Vương Kiêu lấy ra ba cái túi linh quang lấp lánh, đều đánh vào một pháp quyết một đạo hào quang màu lam cùng hai đạo hào quang màu vàng kim bay ra là một con rùa màu lam hình thể thật lớn một con vượn khổng lồ mọc đầy lông bờm màu vàng cùng một con kim lôi điêu hình thể thật lớn hai con linh thú bậc sáu cùng một con linh cầm bậc sáu chúng nó vừa lộ diện đã làm phép công kích những kiến trúc kia vương trường sinh phái người tập kích hòn đảo bên ngoài để vương kêu đóng giả tàn quân lẻn vào đảo thanh vũ hắn lấy ra trọng thủy lôi châu cùng xích diễm diệt linh châu phá hư chỗ trận pháp phối hợp đám người vương trường sinh công đảo. Muốn chết, một giọng nữ tử lạnh như băng chợt vang lên, vừa dứt lời, một cái vuốt chim thật lớn lấp lánh hào quang màu đỏ bóng dưng hiện lên, bổ về phía thiên linh cái của Vương Kiêu. Ngược Vương Kiêu sáng lên một đợt hào quang màu vàng kim lóe mắt, mơ hồ có thể thấy được một cái ngọc bội hào quang màu vàng kim lóe lên không ngừng, phù văn lóe lên, linh khí kinh người, hiển nhiên là một món thông thiên linh bảo loại phòng ngự. Một màn hào quang màu vàng nhạt bỗng dưng hiện lên, bao phủ toàn thân Vương Kiêu món kim kiêu bội này là vương trường sinh cho hắn phòng thân có bảo vật này trong tay tu sĩ luyện hư cũng không cách nào một đòn giết chết hắn vương trường sinh là bảo hắn phá hoại không phải để hắn chịu chết móng vuốt chim màu đỏ chụp lên màn hào quang màu vàng truyền ra một tiếng vang trầm vương kiêu nhanh chóng rơi về phía mặt đất rơi ở trên mai rùa của lân quy vương trường sinh công phá mấy hòn đảo bắt được mấy vị tu sĩ hóa thần siêu hồn đối với bọn họ biết được vị trí đại trận bảo vệ đảo phái vương kiêu lẻn vào đảo thanh vũ lợi dụng bảo vật dùng một lần phá hư trận pháp, nội ứng ngoại hợp. Chỉ bằng ngươi cũng muốn phá đi đại trận bảo vệ đảo. Buồn cười, một giọng nữ tử tràn ngập khinh thường chợt vang lên, kiêu viêm bay lên trời, vẻ mặt lạnh lùng. Trên đảo bố trí bốn tòa trận pháp bậc 6, vương kiêu chỉ hủy diệt một tòa trận pháp công kích bậc 6, còn có ba tòa trận pháp bậc 6, hai bộ phòng ngự, một bộ vây địch. Nàng tự mình khống chế trận pháp, cho dù 10 vị tu sĩ luyện hư phá trận, cũng không dễ dàng phá trận như vậy, cũng đủ nàng tiêu diệt vương kiêu. Chứng không thể đặt hết ở trong một giỏ, bốn tòa trận pháp bậc sáu phân tán ở vị trí khác nhau, cho dù là tu sĩ luyện hư đóng ở đảo Thanh Vũ, cũng không biết vị trí bốn tòa trận pháp bậc sáu, như vậy cam đoan hạn độ lớn nhất đảo Thanh Vũ an toàn. Lân Quy phát ra một tiếng thú giống vang dội mở ra cái mồm to như chậu máu phun ra một đạo hào quang màu lam, hóa thành một đám mây xét màu lam thật lớn, sau khi tiếng sấm sét ầm 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 vang lên, từng quả cầu xét màu lam trúc xuống, đánh về phía đám người ông lão áo bảo vàng. Vương Kiêu phất tay áo, một cây trường côn lấp lánh hào quang màu vàng kim bay ra, rơi ở trên tay con vượn khổng lồ màu vàng. Kim cương viên, linh thú bậc 6, linh thú lưu ngọc mai chăn nuôi, có một tiêu huyết mạch sơn nhà cử viên, lực lượng lớn vô cùng, da thô thịt dày, thần thông hơn người. Kim cương viên cầm trường côn màu vàng, trường côn màu vàng sau khi phát ra hào quang màu vàng kim lóa mắt, hình thể tăng vọt, hóa thành một cây côn khổng lồ màu vàng dài mấy trăm trượt, nó vung cây côn khổng lồ màu vàng, huyễn hóa ra nhiều tầng bóng côn, đập về phía những ngọn núi, đồng thời mở ra cái mồm to như chậu máu, phun ra từng làn sóng âm màu vàng. Chương 3494, nội ứng ngoại hợp 2. Tiếng nổ ầm 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 vang lên, từng ngọn núi nổ tung, khói bụi đầy trời. Nơi sóng âm màu vàng đi qua, đất đá nổ tung, phòng ốc hóa thành bụi phấn. Kim lôi điêu lượn không ngừng ở trên trời, ngẫu nhiên đáp xuống, móng vuốt màu vàng xuyên thủng đầu một tên bán yêu hóa thần kỳ, hoặc há mồm phun ra từng tia chớp màu vàng. Kim lôi điêu và kim cương viên đều là linh thú lưu ngọc mai chăn nuôi, nàng hao phí lượng lớn tinh lực cùng tài nguyên bồi dưỡng ra, nhiều lần giúp nàng chém giết kẻ địch mạnh, một lần này cũng không ngoại lệ. Kim cương viên, lân quy và kim lôi điêu ở đảo Thanh Vũ làm phá hoại, Vương Kiêu đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, điều hắn bây giờ phải làm là chống đỡ tới khi Vương Trường Sinh chạy tới. Hắn lấy ra một cái ô nhỏ lấp lánh hào quang màu vàng kim, chống trên đỉnh đầu. Ngoài thân Lân Quy chợt hiện ra vô số hồ quang màu lam, bảo hộ Vương Kiêu. Kiêu Viêm nhíu mày, vội vàng cùng hai tu sĩ luyện hư ra tay tiêu diệt bọn Lân Quy. Hầu như là cùng lúc đó, mặt biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên từng cơn sóng lớn ngập trời, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Lưu Ngọc Mai cùng Trần Nhất Hàng đứng ở trên một cơn sóng lớn ngập trời. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết 18 con rồng nước màu lam thô to từ đáy biển bay ra, lao về phía đảo Thanh Vũ. Lưu Ngọc Mai bấm pháp quyết, ngoài thân nở rộ hào quang màu đỏ, một luồng hào quang màu đỏ bay ra, hóa thành một hư ảnh nữ tử màu đỏ, 4 phần 10 thân thể linh quang lấp lánh, giống như thực thể. Hư ảnh nữ tử há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ thô to, hướng thẳng đến đảo Thanh Vũ, nơi ngọn lửa màu đỏ đi qua, không gian xuất hiện từng vết nước to dài, lượng lớn nước biển bốc hơi một đạo hào quang màu lam từ trên người Uông Như Yên bay ra, hóa thành một hư ảnh nữ tử thật lớn, trên tay hư ảnh nắm một cây sáo ngọc linh quang lấp lánh. Từng đợt tiếng sáo vui vẻ vang lên, từng làn sóng âm màu lam thổi quét ra. Lợi hại nhất còn phải tính Trần Nhất Hàng, Trần Nhất Hàng lấy ra một tấm trận bàn màu lam chín cạnh, sau khi đánh vào mấy pháp quyết, nước biển kịch liệt tuôn trào, xuất hiện từng sóng nước vòi rồng đường kính lớn vạn trượng, núi thiếp trời đất, thanh thế to lớn. Hơn ngàn sóng nước vòi rồng bao vây đảo Thanh Vũ, nhanh chóng xoay tròn vô số thanh kiếm nước màu lam bắn ra hướng thẳng đến đảo thanh vũ nếu là dưới tình huống bình thường bốn người bọn họ muốn phá trận thật sự không dễ dàng nhưng ba con linh thú bậc sáu ở đảo thanh vũ phá hoại ba người kiêu viêm không thể an tâm khống chế trận pháp kim cương viên kim lôi điêu và lân quy sức phá hoại kinh người nếu mặc kệ bị chúng nó phá đi mắt trận của đại trận bảo vệ đảo bốn người bọn vương trường sinh lập tức có thể giết vào trong mắt kiêu viêm lóe lên sự tàn khốc vung tay phải một đạo hào quang màu đỏ bay ra hóa ra là một tòa tháp nhỏ lấp lánh hào quang màu đỏ đánh vào một pháp quyết tòa tháp nhỏ màu đỏ trượt phóng to hóa thành một tòa tháp khổng lồ màu đỏ cao hơn ngàn trượng tòa tháp khổng lồ màu đỏ phun ra một vầng sáng màu đỏ mơ hồ bao phủ về phía bọn kim cương viên kim cương viên há mồm phun ra một làn sóng âm màu vàng đánh tan quầng sáng màu đỏ sóng âm màu vàng đánh lên tòa tháp khổng lồ màu đỏ tòa tháp khổng lồ màu đỏ bay ngược đi đào thanh vô kịch liệt chấp lên tiếng kêu thảm thiết không ngừng trận bàn trên tay kiêu viêm xuất hiện mấy vết nứt nhỏ, dựa theo trạng thái trước mắt tiếp tục, trận pháp không duy trì được bao lâu thời gian. Nàng lấy ra một trận bàn lấp lánh hào quang màu vàng kim, đánh vào mấy pháp quyết, mấy ngàn đạo hào quang màu vàng kim từ lòng đất bay ra, hóa thành một màn hào quang màu vàng thật lớn, che kín cả tòa đảo Thanh Vũ, mặt ngoài trải rộng vô số phù văn Phật môn, phạm âm từng đợt. Trận pháp bậc 6 kim cương thú linh trận, trận pháp Phật môn, đây là từ trên tay tu sĩ nhân tộc đạt được, phòng ngự mạnh mẽ, ngăn trở bốn tu sĩ luyện hư tuyệt đối không phải vấn đề. Màn hào quang màu vàng vừa xuất hiện, màn hào quang màu xanh theo đó tán loạn không thấy nữa. Công kích dày đặc đánh lên màn hào quang màu vàng, truyền đến một đợt tiếng phốc phốc trầm đục, đảo thanh vũ không chút sức mẻ. Lấy tốc độ nhanh nhất giết chúng nó, kiêu viêm trầm giọng nói, trên mặt đầy sát ý, bọn họ sẽ thúc giục pháp tướng, hoặc vận dụng trận pháp, hoặc khống chế bảo vật, công kích đám người kim cương viên. Lưu Sư tỷ, Trần Sư Huynh, các người cần tăng thêm lực độ công kích, chúng ta đi phá trận. Vương Trường Sinh dặn dò một tiếng, cùng Uông Như Yên tung người bay về phía đảo Thanh Vũ. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, chợt xuất hiện hai màn nước màu lam thật lớn, phân biệt bao phủ bốn người bọn Vương Trường Sinh. Ba vị tu sĩ luyện hư của Kim Bằng nhất tộc phân công hợp tác, một người khống chế vây trận quấy nhiễu bốn người bọn Vương Trường Sinh phá trận, Kiêu Viêm khởi động kim cương thú linh trận phòng ngự, như vậy có thể an tâm tiêu diệt bọn Lân Quy. Ngoài thân vương trường sinh và uông như yên nở rộ hào quang màu lam, vô số nước biển trào ra, bao phủ thân thể bọn họ, hóa thành một cột nước màu lam thô to, lao thẳng về phía màn nước màu lam. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc qua đi, màn nước màu lam tan vỡ. Sao có khả năng, một ông lão áo bảo xanh gầy như cây trúc trợn mắt há hốc mồm, vội vàng thúc giục trận pháp, ý đồ vây khốn vương trường sinh cùng uông như yên lần nữa. chương 3495, phá trận diệt địch. Phụ cận đảo Thanh Vũ, một đạo sóng nước vòi rồng thật lớn phóng lên trời, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng ở trên sóng nước vòi rồng, trên mặt bọn họ đầy sát khí. Ông lão áo bào xanh nhíu mày, đang định thúc dục khốn trận vây khốn Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, một làn sóng âm màu vàng thổi quét đến. Ngoài thân lão nở rộ hào quang màu xanh, một hư ảnh chim bằng thật lớn chợt xuất hiện trên đỉnh đầu, hư ảnh chim bằng vừa xuất hiện, há mồm phun ra một làn sóng âm màu xanh, phát ra tiếng chim hót bén nhọn. Pháp tướng của lão là lợi dụng phong khiếu thạch cô động, loại tài liệu này trừ có thể tăng phúc uy lực pháp thuật phong hệ, đối với sóng âm công kích cũng có tăng phúc nhất định. Công pháp kim bằng nhất tộc tu luyện phần lớn giống nhau, thần thông lại không phải giống nhau như đúc. Sóng âm màu vàng va chạm với sóng âm màu xanh, đồng quy vu tận, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh, san bằng mười mấy ngọn núi. Mấy trăm quả cầu xét màu lam từ trên trời giáng xuống, đánh về phía ông lão áo bảo xanh, đồng thời mặt đất sinh ra một trọng lực mạnh mẽ, thân thể ông lão áo bảo xanh nặng tựa ức vạn cân, không thể động đậy lão vội vàng thúc giục pháp tướng chim bằng, vỗ cánh, phát ra từng đạo cuồng phong, ngăn trở quả cầu xét màu lam. Ở trong một đợt tiếng xé gió vang lên, tầng tầng bóng côn từ trên trời giáng xuống, đánh về phía ông lão áo bảo xanh. Ông lão áo bảo xanh vội vàng lấy ra một tấm khiên lấp lánh hào quang màu xanh, chặn tầng tầng bóng côn. Sắc mặt kiêu viêm trở nên rất khó coi, linh thú có người khống chế và linh thú không có người khống chế căn bản không giống nhau. Trên trời, Kim Lôi điêu cùng một con ly hỏa chuẩn hình thể to lớn chiến đấu cuốn lấy nhau. Nếu không phải như thế, áp lực của bọn họ càng lớn hơn nữa. Một hư ảnh con vượn khổng lồ cùng một hư ảnh chim bằng tranh đấu với nhau, bất phân cao thấp, sóng khí như thủy triều. Kiêu Viêm lấy ra một cái bát tròn lấp lánh hào quang màu đỏ, mặt ngoài cái bát tròn có khắc một con cá voi cỡ nhỏ, tản mát ra linh khí dao động kinh người. Nàng đang muốn dùng bảo vật này, một tiếng nam tử quát to đinh tai nhức óc vang lên, Kiêu Viêm phát ra một tiếng hét thảm. Cảm giác thức hải sắp xé rách ra. Tu vi của nàng cao nhất cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy, huống chi các tu sĩ cấp thấp kia. Vương Kiêu phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt đi. Tu sĩ Hóa Thần Sơ Kỳ trực tiếp miệng phun máu tươi, ngất đi, Hóa Thần trở xuống lập tức mất đi năng lực hành động, ngã bệt xuống đất, bị tia chớp dày đặc tiêu diệt. Kiêu Viêm tu vi cao nhất cũng như thế, huống chi ông lão áo bảo xanh. Ông lão áo bảo xanh cũng phát ra một tiếng hét thảm, tầng tầng bóng côn đập xuống một tiếng trầm nặng vang lên, thân thể lão giống như tờ giấy, bị tầng tầng bóng côn đập vỡ nát, ngay cả tinh hồn cũng không thể chạy ra. Một bên khác, từng cơn sóng lớn ngập trời phóng lên trời, bao phủ bóng người vương trường sinh và uông như yên, người ngoài căn bản không nhìn thấy bọn họ đang làm gì, vận dụng thần thức tra xét, đều bị một luồng lực lượng thần bí chặn lại. Đỉnh đầu vương trường sinh có một hư ảnh hình người thật lớn, hai tay đều nắm chín viên định Hải Châu, khí tức vương trường sinh so với lúc trước mạnh hơn không ít, rõ ràng là luyện hư hậu kỳ bọn họ lợi dụng bí thuật, pháp lực và thần thức cùng nhau trồng chất, thi triển chấn thần hống uy lực cực lớn, nếu không phải cân nhắc đến sự tồn tại của Vương Kiêu, Vương Trường Sinh có điều giữ lại, lấy tu vi luyện hư hậu kỳ thi triển chấn thần hống, có thể khiến luyện hư trở xuống mất đi năng lực hành động, là hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Đây còn là chấn thần hống, nếu là thái hư đoán thần quyết tu luyện đến cấp bậc cao hơn, nắm giữ bí thuật thần thức càng thêm lợi hại, tiêu diệt tu sĩ cùng cấp cũng không nói chơi hai cánh tay hư ảnh hình người sáng lên hào quang màu lam lóa mắt, hướng về màn hào quang màu vàng đánh tới. Tiếng nổ ầm 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 vang lên, màn hào quang màu vàng truyền ra hai tiếng vang trầm, đảo thanh vũ kịch liệt chấp lên. Kiêu viêm cả kinh biến sắc, lúc trước vì tiêu diệt tên Phật tu luyện hư kỳ kia, bọn họ trả giá thê thảm nặng nề, uy lực kim cương thú linh trận mạnh bao nhiêu, nàng tự nhiên rõ. Nàng muốn tăng mạnh trận pháp, tầng tầng bóng côn đã đập đến trước mặt, đồng thời còn có một làn sóng âm màu vàng, trên trời rơi xuống mấy trăm quả cầu xét màu lam vương sư đệ ta giúp ngươi một tay tiếng trần nhất hàng chợt vang lên một luồng ánh sáng bạc phóng lên cao hóa thành một hư ảnh người khổng lồ màu bạc hắn là trận pháp sư tu luyện là công pháp trận đạo pháp tướng thiên hướng phá trận có thể suy yếu uy lực của trận pháp hư ảnh người khổng lồ há mồm phun ra một vầng sáng màu bạc đánh lên màn hào quang màu vàng phù văn phật môn mặt ngoài màn hào quang màu vàng ảm đạm xuống thừa dịp cơ hội này Vương Trường Sinh thúc dục pháp tướng, hai cánh tay nện lần nữa lên màn hào quang màu vàng. Lấy pháp lực luyện hư hậu kỳ của Vương Trường Sinh thúc dục pháp tướng, cộng thêm 18 viên định hải châu giúp, còn có pháp tướng Trần Nhất Hàng hỗ trợ suy yếu sức mạnh trận pháp, màn hào quang màu vàng căn bản không ngăn được, tan vỡ trong nháy mắt. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đánh vào đảo Thanh Vũ, hai người hóa thành một đảo sóng nước vòi rồng thô to, hướng thẳng đến Kiêu Viêm. Chương 3496, Lưu Thanh Phong chạy tới một Kiêu viêm biến sắc hẳn, muốn tránh đi, thân thể lại nặng như ức vạn cân. Hầu như là cùng lúc đó, ngoài thân vương kiêu nở rộ hào quang màu vàng kim, cánh lông vỗ trên lưng vỗ nhẹ một cái, từ chỗ ban đầu biến mất không thấy nữa. Ngoài thân lân quy nở rộ hào quang màu lam, hóa thành nhiều đốm sáng màu lam biến mất. Lưu Ngọc Mai và Trần Nhất Hàng dọc theo đường lúc tới đây bay đi, ngoài thân lóe ra linh quang, có xa bao nhiêu chạy xa bấy nhiêu. Nước biển quanh đảo Thanh Vũ nổ tung, dâng lên từng cơn sóng lớn ngập trời, bao phủ cả đảo Thanh Vũ. Một tiếng nam tử quát to vang vọng thiên địa cất lên, truyền khắp phạm vi vạn dặm. Cho dù bay ra ngoài ngàn dặm, Lưu Ngọc Mai cùng Trần Nhất Hàng vẫn lộ vẻ mặt thống khổ, hai người ngoài sự kinh ngạc, còn chấn động vô cùng. Bọn họ xem như biết, vì sao Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có thể ở huyền linh động thiên gây ra động tĩnh lớn như vậy rồi. Một lát sau, sóng khổng lồ hạ xuống, bọn họ bay về phía đảo Thanh Vũ, ánh mắt đảo qua tình huống trên đảo, hai người trợn mắt há hốc mồm. Kim Cương Viên cùng Kim Lôi Điêu ngất đi, trừ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trên đảo không có một người sống, đám người Kiêu Viêm bị giết toàn bộ, Kiêu Viêm chết mất xác. Vương Trường Sinh thở hồng hộc. Sau khi tiến vào luyện hư kỳ, hắn là lần đầu tiên liên thủ với Uông Như Yên, hai người liên thủ, thần thông tăng vọt, cho dù tu sĩ luyện hư hậu kỳ cũng không phải đối thủ của bọn họ. Hai con phệ hồn Kim Thiền vòng quanh bọn họ bay lượn không ngừng, chúng nó phát ra tiếng kêu vui vẻ. Đám người Kiêu Viêm bị giết hơn phân nửa tinh hồn đều bị chúng nó cắn nuốt vương sư đệ ta xem như hiểu các ngươi vì sao có thể được trần sư thúc coi trọng rồi lưu ngọc mai cảm thán nói bọn họ thần thông không kém nhưng so với vương trường sinh vẫn kém xa lưu sư tỷ quá khen rồi nếu không phải các ngươi hỗ trợ chúng ta cũng rất khó tiêu diệt bọn hắn đây là một phần của các ngươi vương trường sinh lấy ra hai cái nhẫn chữ vật màu xanh ném cho lưu ngọc mai cùng trần nhất hàng thần thức hai người đảo qua lộ vẻ mặt vui mừng thu lấy. Trên đảo còn có không ít huyền hạc thần mộc, bọn họ đều thu đi. Quý giá nhất phải tính bốn bộ trận pháp bậc 6 trên đảo, tất cả thuộc về vương trường sinh. Chỉ riêng bốn bộ trận pháp bậc 6 này, giá trị đã vượt qua hơn trăm triệu linh thạch, đặc biệt bộ kim cương thú linh trận kia. Vương Kiêu cũng bay về, vẻ mặt cung kính, vốn cho rằng vương trường sinh chỉ là cường đại một chút, hắn hoàn toàn không ngờ, vương trường sinh cùng Uông như yên liên thủ, thực lực tăng lên mấy lần. Người đi thông báo người khác, tốc chiến tốc thắng, giặc cùng đường chớ đuổi, tận khả năng cướp đoạt vô tiên tài nguyên. Vương Trường Sinh phân phó, Vương Kiêu lên tiếng đáp ứng, nhận lệnh rời đi. Đảo Huyền Điêu, trên đảo ánh lửa ngập trời, hơn phân nửa hòn đảo hóa thành phế tích, mấy trăm đỉnh núi bị san thành bình địa, trên mặt đất có lượng lớn thi thể. Một ngọn núi chọc trời cao hơn ngàn trượng, vũ thập nhất bị một cây mâu xét lóe ra ánh sáng bạc đóng đinh ở giữa sườn núi, ngực có một lỗ máu, máu chảy không ngừng trên mặt hắn tràn đầy nét kinh hãi, không còn khí tức. Bốn người bọn Vương Mạnh Bân sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng pháp lực tiêu hao nghiêm trọng. Có Bạch Ngọc Kỳ hỗ trợ phá trận, bọn họ thuận lợi phá đi trận pháp, Vương Mạnh Bân luyện hóa quỷ thủy thần lui lập công lớn, con rối thú của Vương gia cũng góp sức không ít. Thu dọn chiến trường nhanh chút, hội hợp với lão tổ tông. Vương Mạnh Bân phân phó, con em Vương gia đáp ứng thu dọn chiến trường. Vương Anh Kiệt bay về phía Huyền Hạc Thần Mộc. Huyền Hạc Thần mục nhiều năm tuổi là tài liệu chính luyện chế bảo vật phi hành. Một đạo hào quang màu vàng kim từ nơi xa bay tới, tốc độ rất nhanh. Không qua bao lâu, hào quang màu vàng kim dừng lại, chính là Vương Kiêu. "Chủ nhân bảo các ngươi mau thu dọn chiến trường, đoạt lấy tài nguyên tu tiên, sau đó tới Đảo Thanh Vũ hội hợp." Vương Kiêu cao giọng nói. "Lão tổ tông đã lấy được Đảo Thanh Vũ?" Vương Mạnh Bân có chút kinh ngạc hỏi. "Đảo Thanh Vũ là một trong các trọng trấn của Kim Bằng nhất tộc, bị công phá nhanh như vậy?" vẫn là ra ngoài vương mạnh bân dự kiến đương nhiên chủ nhân nào phải người bình thường vương kiêu ngạo nghễ nói nơi này có một phần công lao của hắn nếu không phải hắn lẻn vào đảo thanh vũ phá hoại vương trường sinh cũng không dễ dàng như vậy lấy được đảo thanh vũ ở trước mặt người khác hắn là không dám khoe khoang công lao công lao lớn hay không lớn không ở hắn mà ở vương trường sinh nghĩ như thế nào vương kiêu tốt xấu cũng từng thống lĩnh đông hoang yêu tộc một đoạn thời gian hắn có tự mình hiểu lấy Vương Mạnh Bân đáp ứng một tiếng, Vương Kiêu rời khỏi, đi thông báo tu sĩ hóa thần khác. Đào Thiên Bằng, Sào huyệt kim bằng nhất tộc, phòng nghị sự, kim cao ngồi ở trên chủ tọa, nhíu mày. Một ông lão áo bảo xanh cao cao gầy gầy, sắc mặt hơi tái nhợt ngồi ở bên tay trái hắn, diễm sấn ngồi ở bên phải kim cao. Tu sĩ nhân tộc phản công, đây là chuyện trong dự kiến, nhưng kim cao không ngờ tốc độ nhân tộc phản công nhanh như vậy. Hai vị tu sĩ hợp thể của lãnh diễm phái dẫn đội, thật sự cứng đối cứng, Kim Cao cũng không sợ hãi, hắn lo lắng là viện binh của nhân tộc. Chương 3497, Lưu Thanh Phong chạy tới khai. Nếu như bị nhân tộc bám trụ, chờ viện binh nhân tộc chạy tới, bọn họ muốn đi cũng đi không được. Kim Cao nếu muốn đi không thành vấn đề, tu sĩ hợp thể của nhân tộc rất khó lưu lại hắn, mấu chốt là tộc nhân của hắn. Nếu bỏ lại tộc nhân chạy trốn, tộc nhân khẳng định sẽ thương vong thê thảm nặng nề, kim bằng nhất tộc cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa. Kim bằng nhất tộc thời kỳ cường thịnh có gần 10 vị tu sĩ hợp thể, nhưng trải qua nhiều lần tai nạn, bây giờ chỉ còn lại hai vị, số lượng tộc nhân không ngừng giảm bớt. Kim Cao cho dù muốn đi, cũng phải mang đi tinh nhuệ, đây là căn bản của Kim bằng nhất tộc, nhưng Diễm Sấn không cho phép hắn làm như vậy, đây là bi ai của tộc nhỏ. Diễm Sấn đại biểu là tinh hỏa tộc, cái lệnh Diễm Sấn chính là cái lệnh tinh hỏa tộc. Lần trước mấy chủng tộc làm như vậy, đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Diễm Phu Nhân, nhân tộc thế giới rào rạt, nhiều hòn đảo ngoại vi đã bị công phá, chúng ta tiếp tục tử chiến không có ý nghĩa lớn, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt. Kim Cao vẻ mặt khó xử nói, viện binh nhân tộc còn chưa tới, bây giờ rút lui, nhân tộc có thể buông tha các ngươi. Diễm sấn giọng điệu lạnh lùng, nàng chuyển hướng đề tài, nói kiên trì một đoạn thời gian nữa, sát thương thêm một bộ phận tu sĩ nhân tộc, lại rút lui cũng không muộn. Nàng nhận được mệnh lệnh là, tận khả năng sát thương nhiều tu sĩ nhân tộc một chút, thuận tiện suy yếu thực lực kim bằng nhất tộc. Cách mỗi mấy vạn năm tinh hỏa tộc sẽ phát động chiến sự, nguyên nhân có rất nhiều, thứ nhất là thăm dò thực lực nhân tộc, thứ hai là luyện binh, tìm kẻ xuất sắc, điểm thứ ba là một điểm quan trọng nhất, suy yếu thế lực chủng tộc phụ thuộc, bảo đảm địa vị tinh hỏa tộc. Tinh hỏa tộc có thể quật khởi, từ một tộc nhỏ phát triển trở thành năm đại chủng tộc huyền linh đại lục, trừ thiên hư ngọc thư, cũng có quan hệ rất lớn với hư thiên nhất tộc bị diệt. Sau khi hư thiên nhất tộc bị diệt, để chống ra một địa bàn rộng lớn, các chủng tộc lớn vì tranh đoạt địa bàn hư thiên nhất tộc đánh nhau to, tinh hỏa tộc ở trong nhiều lần đại chiến phát triển lớn mạnh. Trong lòng kim cao thở phào nhẹ nhõm một hơi, đáp ứng. Chỉ cần diễm sân đáp ứng để bọn họ rút lui là được. Người có thể sắp xếp một ít tinh nhuệ rút lui về hậu phương, nhưng kim thước phải ở lại tiền tuyến, hắn nếu rút lui, lòng quân bất ổn. Diễm sân nhớ tới cái gì, bổ sung nói, đã xuất hiện đào binh, bây giờ còn có thể áp chế được, nếu là kim thước bây giờ rút lui, lòng quân sẽ đại loạn đào binh sẽ càng nhiều kim cao đáp ứng hắn cũng không yên tâm điều kim thước đến hậu phương kim thước vẫn là ở dưới mí mắt hắn sẽ an toàn hơn đảo kim ưng một trong các trọng trấn của kim bằng nhất tộc đã bị tu sĩ nhân tộc lấy được làm chỗ chỉ huy tiền tuyến một đạo hào quang màu xanh xuất hiện ở chân trời nơi xa nhanh chóng bay tới nơi này không qua bao lâu hào quang màu xanh dừng lại hóa ra là một con thuyền bay lấp lánh hào quang màu xanh đám người vương trường sinh đứng ở bên trên bọn họ sau khi lấy được đảo Thanh Vũ, chạy tới đảo Kim ưng phục mệnh. Cái này không phải vương trường sinh tốt bụng, mà là Kim bằng nhất tộc chạy mất không ít tu sĩ cấp cao, khẳng định sẽ báo cáo đảo Thanh Vũ thất thủ, bọn họ nếu là chậm chạp không đi đảo Kim ưng, không biết phải bị lãnh diễm phái chụp cho cái mũ gì. Một đội tu sĩ bay tới, cầm đầu là Dương Tuyết Mai. Vương Đạo Hiếu, không phải bảo các người đi công kích đảo Thanh Vũ sao? Sao nhanh như vậy đã trở lại? Dương Tuyết Mai nhíu mày nói, nàng còn không biết vương trường sinh đã hạ đảo thanh vũ cho rằng vương trường sinh là tìm cớ rút lui về phía sau chúng ta đã lấy được đảo thanh vũ tiêu diệt ba kẻ địch luyện hư kỳ vương trường sinh giải thích dương tuyết mai ngây người đảo thanh vũ tốt xấu gì cũng là một trong các trọng trấn của kim bằng nhất tộc sao có khả năng nhanh như vậy bị hạ nhưng nàng không nghĩ nhiều có lẽ là thủ vệ đảo thanh vũ bỏ đảo chạy trốn vương trường sinh báo cáo láo chiến công loại chuyện này có không ít nhất thời khó có thể phân rõ Bạch Sư Bá cùng Lý Sư Thúc đang bàn bạc sách lược đối địch, các người cũng đi qua đi. Người khác đi nghỉ ngơi trước, Dương Tuyết Mai phân phó. Dương Phu Nhân, chúng ta vừa mới lấy được đảo Thanh Vũ, lại phải tham dự chiến sự. Lưu Ngọc Mai có chút bất mãn nói, bây giờ là lúc dùng người, khắp nơi đều thiếu người, liễu ra tổn thất thê thảm nặng nề, liễu thiên diễm vẫn dẫn đội xuất trinh, phản công là mệnh lệnh của lâm tiền bối huyền thanh phái, các người muốn kháng mệnh. Dương Tuyết Mai không chút khách khí phản bác, Bây giờ quả thật đang cần gấp tu sĩ luyện hư, lãnh diễm phái cũng đã phái ra hơn 10 vị tu sĩ luyện hư. Ngươi, Lưu Ngọc Mai cực kỳ căm tức, không biết phản bác như thế nào. Mọi chuyện đều lấy lâm tiền bối huyền thanh phái ép người chấn hải cung chúng ta, người lãnh diễm phái các người uy phong thật lớn, ai không biết còn tưởng các người tiêu diệt dị tộc hợp thể kỳ. Một giọng nam tử không chút khách khí chợt vang lên, mặt biển kịch liệt quay cuồng, một con cá mập màu lam dài hơn ngàn trượng nổi lên mặt biển, mấy trăm tu sĩ đứng ở trên lưng cá mập màu lam, Cầm đầu là Lưu Thanh Phong. Chương 3498, Bính Hỏa Thần Lôi 1. Lưu Thanh Phong từ thành Huyền Quang quay về đảo Phiêu Vân, biết được hai vị tu sĩ hợp thể bị giết, hộ cung linh thú bị giết, nghẹn đầy một bụng tức, vừa lúc Huyền Thanh tử hạ lệnh phản công, hắn liền dẫn đội đến nơi đây chi viện. Mặc kệ nói như thế nào, vương gia là thế lực phụ thuộc Trấn Hải Cung, địa bàn vương gia giáp giới với dị tộc, giúp vương gia, Trấn Hải Cung cũng có thể được lợi. Nếu là vương gia ở trong phản công bị diệt, Trấn Hải Cung không kiếm được lợi ích không nói, còn phải phái người tỏa trấn đảo Thanh Liên. Phe phái phi thăng cũng tốt, phe phái bản thổ cũng thế, chỉ là vấn đề phân phối ít nhiều, phe phái nào mạnh, liền chia nhiều một chút, lãnh diễm phái muốn độc chiếm, Trấn Hải Cung tự nhiên không đáp ứng. Bái kiến Lưu Sư Thúc, Lưu Sư Thúc làm chủ cho chúng ta, chúng ta phụng mệnh công kích đảo Thanh Vũ, trả giá thê thảm nặng nề, mới lấy được đảo Thanh Vũ, Dương Phu Nhân không luận công ban thưởng thì thôi, còn bảo chúng ta lập tức tham chiến. Lưu Ngọc Mai cùng Trần Nhất Hàng nhìn thấy Lưu Thanh Phong, nhất thời mừng rỡ. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên vội vàng kho mình hành lễ, không dám chậm trễ. Ánh mắt Lưu Thanh Phong đặt ở trên người Vương Trường Sinh, gật đầu tán dương, khó trách Trần Sư muội coi trọng ngươi, quả thật không tồi, nhanh như vậy đã lấy được đảo Thanh Vũ. Ánh mắt hắn nhìn về phía Dương Tuyết Mai, sắc mặt lạnh lùng, nói, Dương Tiểu Hữu cho ta một cái giải thích hợp lý. Lưu Tiền Bối, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Dương Tuyết Mai cả kinh biến sắc, vội vàng giải thích. Hiểu lầm, ngươi cảm thấy lão phu sẽ tin sao? Nếu không phải xem ngươi là tu sĩ nhân tộc, lão phu bây giờ đã làm thịt ngươi. Lưu Thanh Phong mặt đầy sát khí, chấn hải cung thương vong thê thảm nặng nề, ở trong chủng tộc đại chiến công lao không nhỏ, môn hạ đệ tử còn bị đệ tử lãnh diễm phái làm khó dễ, hắn tức không biết đánh vào đâu. Hắn nghẹn đầy bụng tức không biết xả đâu, Dương Tuyết Mai đã lao thẳng vào đầu ngọn thương. Một luồng linh áp mạnh mẽ từ trên người Lưu Thanh Phong lao ra, hướng thẳng đến Dương Tuyết Mai. Dương Tuyết Mai cảm giác hít thở trở nên khó khăn, sắc mặt đỏ bừng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, bay ngược đi, đệ tử khác của lãnh diễm phái lục tục bay ngược ra ngoài. Một sóng nam tử ôn hòa chợt vang lên, lưu đạo hiếu, nhiều năm không gặp, tính tình của ngươi vẫn nóng nảy như vậy, cần gì so đo với một tiểu bối. Một đạo độn quang màu trắng cùng một đạo độn quang màu xanh từ đảo Kim ưng bay ra, độn quang thu liếm, hiện ra một thanh niên áo bảo trắng ngũ quan anh Tuấn cùng một thiếu phụ váy xanh giá người yểu điệu. Thanh niên áo bảo trắng tên Bạch Nhược Hàn, hợp thể trung kỳ, thiếu phụ váy xanh là đạo lữ Lý Thanh Nguyệt của hắn, hợp thể sơ kỳ. Ta đã rất thu liếm rồi, nếu không phải nể mặt lãnh diễm phái các ngươi, ta đã sớm một đao chém ả. Người Trấn Hải cung chúng ta lập công không trao thưởng, còn phải bị làm khó dễ, các ngươi làm việc tốt đó. Lưu Thanh Phong nói không chút khách khí, không hề nể mặt Bạch Nhược Hàn cùng Lý Thanh Nguyệt vương trường sinh cùng uông như yên ngây người bọn họ là lần đầu tiên gặp lưu thanh phong xem ra lưu thanh phong rất bao che khuyết điểm dương sư điệt ai cho ngươi làm như vậy còn không mau dẫn đám người vương tiểu hữu đi xuống dựa theo công lao đổi thiện công bạch nhược hàn giảng hòa một phen phân phó các ngươi tấn công lâu như vậy còn không hạ được đảo thiên bằng ta đến chỉ huy các ngươi phối hợp ta là được lưu thanh phong phân phó lưu đạo hữu yêu cầu này của ngươi quá phận rồi lý thanh nguyệt nhíu mày nói quá phận người trấn hải cùng chúng ta chỉ viện khắp nơi ta đánh bị thương nặng diệp ly của giả dạ xoa tộc lâm sư huynh giết bốn tên dị tộc hợp thể kỳ đánh bị thương nặng hai người các ngươi đã làm cái gì lâm tiền bối lại chưa nói bảo các ngươi chỉ huy ta đến chỉ huy có gì không thể lưu thanh phong cười lạnh nói quyền chỉ huy liên quan đến đến vấn đề phân phối công lao cùng ích lợi hắn phải tranh thủ quyền chỉ huy bạch nhược hàn cùng lý thanh nguyệt nhíu mày không biết nên phản bác như thế nào lưu thanh phong hừ một tiếng nói ta không nói nhảm với các ngươi tìm chỗ luận bàn một phen các ngươi cùng lên đánh bại ta ta nghe các ngươi chỉ huy nếu không đều nghe ta ta đã nói xong các ngươi có ý kiến hay không ở trước mặt các đệ tử bạch nhược hàn và lý thanh nguyệt tự nhiên sẽ không nhận rằng nhát gan đáp ứng ba người hướng về phía chân trời nơi xa bay đi dương tuyết mai dẫn theo đám người vương trường sinh tới một tòa cung điện khí thế hùng vĩ sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại thi hài cùng tinh hồn vương trường sinh nộp lên phát cho bọn họ một lượng lớn thiện công đổi năm món thông thiên linh bảo cũng không nói chơi chém giết ba luyện hư kỳ cùng 30 hóa thần dị tộc phần công lao này không nhỏ liễu thiên diếm cũng có mặt hắn đánh giá cao thấp vương trường sinh một phen cười nói nghe đại danh vương đạo hiếu cùng vương phu nhân đã lâu cuối cùng gặp được người thật lão phu liễu thiên diếm liễu đạo hiếu quá khen rồi so sánh với liễu đạo hiếu vương mỗ kém xa vương trường sinh khiêm tốn nói vương đạo hiếu lưu đạo hiếu đây là đoái linh bàn, bảo vật bày ra bên trên đều có thể dùng thiện công đổi. Dương Tuyết Mai đưa cho bốn người vương trường sinh mỗi người một pháp bàn linh quang lấp lánh, ra hiệu bọn họ tra xem. Trường 3499, Bính Hỏa Thần Lôi 2 Lãnh diễm phái nắm giữ phường thị tuyết nhạn nhiều năm, tích góp không ít tài vật, vì đối phó dị tộc, đã lấy ra không ít thứ tốt, nếu không các tu sĩ cấp cao kia căn bản sẽ không ra sức. Vương Trường sinh cẩn thận tra xem, một lát sau, đôi mắt hắn sáng ngời, trên đoái linh bản có một hình tia chớp màu đỏ. Bính hỏa thần lôi có bao nhiêu đạo? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Theo lý mà nói, Vương Mạnh Bân luyện hóa một đạo bính hỏa thần lôi là được, nhưng bính hỏa thần lôi càng nhiều, thực lực Vương Mạnh Bân càng mạnh. Chỉ hai đạo, Dương Tuyết Mai không dám giấu giếm, trả lời theo sự thật. Vương Trường Sinh cẩn thận xem xét, thấy được không ít thứ khiến hắn động lòng. Một lát sau, vẻ mặt Vương Trường Sinh trở nên cổ quái. Dương phu nhân, có Minh Hà chi thủy Vương Trường Sinh không ngờ, lãnh diễm phái lại có minh hà chi thủy. Chỉ hơn 10 cân, từ trong kho báu đảo Kim ưng thu được, nguồn gốc cụ thể không rõ. Dương Tuyết Mai giải thích, hơn 10 cân minh hà chi thủy không có tác dụng gì lớn, Vương Trường Sinh hơi do dự, đổi hai đạo bính hỏa thần lôi cùng hai hộp thiên âm xa. Uông Như Yên đổi một món thông thiên linh bảo thiên âm bội, có thể suy yếu uy lực âm luật công kích. Vương Trường Sinh đeo bảo vật này, nàng liền có thể yên tâm sử dụng âm luật công kích kẻ địch dương tuyết mai tự mình sắp xếp chỗ ở cho đám người vương trường sinh nàng vừa rồi chịu thiệt nho nhỏ tự nhiên không dám làm khó đám người vương trường sinh nữa lưu sư tỷ trần sư huynh lưu sư thúc làm người như thế nào vương trường sinh tò mò hỏi hắn hiểu biết đối với lưu thanh phong cũng không nhiều lưu sư thúc cương trực công chính trong mắt không chứa nổi hạt cát nói một là một hai là hai lưu ngọc mai giải thích nàng không tiện nói xấu về lưu thanh phong chỉ có thể mịt mờ nhắc nhở vương trường sinh thì ra là thế, đa tạ. Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, nhìn từ phản ứng vừa rồi của Lưu Thanh Phong, hắn rất có hảo cảm đối với Lưu Thanh Phong. Nói chuyện phiếm xong, Lưu Ngọc Mai và Trần Nhất Hàng liền cáo từ, về chỗ ở của mình nghỉ ngơi. Vương Trường Sinh gọi tới Vương Mạnh Bân, lấy ra một cái bình ngọc lóe ra hào quang màu đỏ, giao cho Vương Mạnh Bân, nói: "Mạnh Bân, đây là hai đạo Bính Hỏa Thần Lôi, cháu cầm luyện hóa đi." Bính Hỏa Thần Lôi, đa tạ lão tổ tông." Vương Mạnh Bân ngạc nhiên lẫn vui mừng đan sen liên thanh cảm ơn, nhận lấy bình ngọc màu đỏ. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, bảo hắn đi xuống nghỉ ngơi. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi vào một tòa lầu các màu lam cao ba tầng, ngồi thiền điều tức. Một ngày thời gian, rất nhanh trôi qua, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Lưu Ngọc Mai cùng Trần Nhất Hàng ngồi ở trong một đình trúc màu xanh nói chuyện phiếm, bàn bạc chiến sự. Lưu Ngọc Mai lấy ra một pháp bàn linh quang lấp lánh, đánh vào một pháp quyết, một giọng nữ tử dễ nghe chợt vang lên, Lưu Sư Tỷ, Lưu sư thúc bảo các ngươi đi phòng nghị sự, có nhiệm vụ, vương sư để cùng uông sư muội cũng cần đi qua. Được, chúng ta lập tức đi qua. Lưu Ngọc Mai đáp ứng, đi vào phòng nghị sự, vương trường sinh nhìn thấy phòng nghị sự tụ tập hơn 40 vị tu sĩ luyện hư. Mã sư tỷ đã lâu không gặp, vương trường sinh nheo đôi mắt lại, đặt ở trên người một thiếu phụ váy đỏ, chính là Mã Thiên Thiên. Mã Thiên Thiên đã tiến vào luyện hư kỳ, trước mắt là luyện hư sơ kỳ. Nhiều năm không gặp, vương sư đệ thần thông tăng vọt chúc mừng nha mã thiên thiên cười mỉm nói ai không biết tình huống còn tưởng rằng bọn họ cảm tình rất tốt lưu sư thúc đến rồi lưu ngọc mai hô một tiếng lưu thanh phong bạch nhược hàn cùng lý thanh nguyệt lục tục đi đến lưu thanh phong đi dẫn trước hắn ngồi xuống ở chủ tọa bạch nhược hàn và lý thanh nguyệt ngồi ở bên cạnh hắn một bộ dáng lấy lưu thanh phong đứng đầu lưu thanh phong bằng vào thực lực cường đại đã thuận lợi thuyết phục bọn họ đạt được quyền chỉ huy bây giờ do ta chỉ huy chiến sự mọi người đều phải phục tùng mệnh lệnh kẻ kháng lệnh giết không tha ai lập công trọng thưởng giọng lưu thanh phong tràn ngập sát khí lạnh lẽo ánh mắt uy nghiêm lướt qua đám người vương trường sinh nghe xong lời này tu sĩ ở đây xôn xao một phen bọn họ không ngờ chỉ một ngày lưu thanh phong đã biến thành thủ lãnh tu sĩ ở đây đều là người của lãnh diễm phái đám người liễu thiên diễm đều nhìn về phía bạch nhược hàn cùng lý thanh nguyệt bạch nhược hàn gật đầu nói lưu đạo hiếu vừa từ tiền tuyến điều đến hắn đánh bị thương nặng một tu sĩ hợp thể của giả xoa tộc, mọi người đều phải phục tùng mệnh lệnh của Lưu Đạo Hiếu. Phản công là mệnh lệnh của Lâm Tiền Bối Huyền Thanh Phái, mọi người đều không được kháng lệnh. Bọn họ liên thủ cũng đánh không lại Lưu Thanh Phong, chỉ có thể ngoan ngoãn nhường ra quyền chỉ huy. Sau đây ta phân công công việc, Kim Bằng Nhất Tộc còn có 7 chỗ trọng trấn, Dương Tiểu Hiếu, Lý Tiểu Hiếu, Tôn Tiểu Hiếu, Trần Tiểu Hiếu, Tống Sư Điệt, Mã Sư Điệt, Diệp Sư Điệt, các người đều dẫn một đội nhân mã đi tập kích 7 chỗ trọng trấn này. Chúng ta trực tiếp đánh tới Đảo Thiên Bằng." Lưu Thanh Phong phân phó, Dương Tuyết Mai khẽ nhíu lông mày lá liễu, Lưu Thanh Phong thế mà phái nàng đi tấn công một chỗ trọng trấn của Kim Bằng nhất tộc, nàng cho Liễu Thiên Diễm một cái ánh mắt. Liễu Thiên Diễm ngầm hiểu, thật cẩn thận hỏi, "Liễu Tiền Bối, đám người Vương Đạo Hữu thì sao?"